Thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. Chương 561, chữa trị xong một. Trong nháy mắt lại kích hoạt trận pháp, chỉ nói rõ một việc. Người này tìm được tâm trận. Từ lúc vừa rồi nói chuyện với nhau, có thể biết tâm trận là gì. Nhưng hắn nhất định không biết, sau khi nói xong người này trực tiếp tìm được, đồng thời lợi dụng. Điều này có phải là sự thật hay không? Lâm Đào Tông Sư chỉ cảm thấy thân thể run rẩy loạn, toàn thân cũng sắp ngất đi. Tâm trận sẽ căn cứ hoàn cảnh bố trí mà thay đổi. Cho dù gia chủ loại trận pháp sư Tam tinh sơ kỳ này, không có la bàn định vị, cẩn thận quan sát cũng rất khó tìm được. Người này cái gì cũng không có sử dụng, tùy tiện nhảy một cái, sau đó bàn chân giẫm một cước, trận pháp lại vận chuyển. Cho dù tận mắt nhìn thấy được, dù thế nào hắn cũng cảm thấy giống như đang nằm mơ. Trước đó, hắn vẫn cảm thấy mình là trận pháp tông sư, đối mặt với một tiểu tử chỉ có thông huyền cảnh, nắm giữ ưu thế cực lớn. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, hắn cũng sắp không nhịn được, muốn khóc. Liễu hội trưởng, rốt cuộc ngươi là trận pháp tông sư, hay là ta? Vì sao ở trước mặt ngươi, ta cảm thấy lý giải của mình đối với trận pháp, cũng giống như kẻ đần độn, cái gì cũng không biết. Gào, gào, gào. Trận pháp khởi động, đám người mặc thiên tuyết lại không nhìn thấy rõ tình cảnh trước mặt. Chỉ có điều, ngay sau đó nghe được tiếng hùng sư đuôi vàng gầm thét giận dữ, có chút suy sụp. Hình như có chuyện gì đó khiến cho nó muốn phát điên. Hơn 10 lần hít thở qua đi, tiếng động ngừng lại. Đi qua xem một chút. Audio điện tử võ tấn bền. Trong lòng suốt ruột, mấy người mạc thiên tuyết vội vàng đi về phía trước. Bọn họ vừa rồi vẫn chưa rời đi rất xa, lại có lâm đào dẫn đường, vẫn chưa chạm đến trận pháp rất nhanh đã đi ra khỏi sương mù dày đặc, thấy được cảnh tượng trước mắt. Vừa nhìn xuống, lông mày tất cả đều giật loạn, cảm thấy mình cũng sắp điên rồi. Chỉ thấy hùng sư đuôi vàng để cho người thanh niên cứu chữa, toàn thân cắm đầy trường mâu, trên lỗ mũi, trong tai, hoa cúc. 36 cây trường mâu, tất cả cắm tới, máu tươi chảy ra đầy đất. Mới vừa rồi hùng sư còn uy phong lẫm liệt, không ngừng giết gào, lúc này đã mệt mỏi mắt cũng không mở ra được, hơi thở mong manh. Liễu hội trưởng, Mạc Thiên Tuyết chỉ cảm thấy gân xanh trên da đầu nhảy loạn, một ngụm máu giả thiếu chút nữa nhổ ra. Mời ngươi qua là để trị liệu cho man thú trấn quốc, không phải bảo ngươi tới giết nó. Trên người cắm nhiều trường mâu như vậy, làm giống như trổi lông gà. Mấu chốt nhất là trên đầu mâu đều có ẩn chứa kịch độc. Ngươi đây là, không giết chết nó không cam lòng sao? Không phải mới lần đầu tiên gặp mặt sao? Thù gì oán gì tới mức phải ra tay độc ác như vậy? Một lửa giận đang thiêu đốt ở trong ngực, mà Thiên Tuyết siết chặt nắm đấm. Nếu không phải cố gắng kìm chế, chỉ sợ hắn sớm đã tiến lên đánh người này thành bánh thịt. Tuy rằng man thú trấn quốc, mạng sống không lâu dài, hơn nữa còn có chút điên cuồng, đã thương người, dù sao nó cũng bảo vệ Thiên Vũ Vương quốc mấy trăm năm, nắm giữ tình cảm sâu đậm. Đối xử với nó như thế, quả thực chính là trực tiếp đánh vào mặt. Sắc mặt hắn tái xanh nhìn về phía người thanh niên cách đó không xa chỉ thấy sắc mặt người này trở nên trắng bệch hình như cũng có chút tổn hao quá lớn nhìn thấy được ba người người thanh niên hình như thở phào nhẹ nhõm thân thể mềm nhũn ngồi dưới đất chứng bệnh này quả nó thật sự khó có thể trị liệu chỉ có điều may mắn không làm nhục sứ mệnh may mắn không làm nhục sứ mệnh thấy nụ cười tự tin của đối phương mạc thiên tuyết sửng sốt lẽ nào mình hiểu nhầm hắn hắn thực sự giang cứu chữa cho hùng sư đuôi vàng sao ý nghĩ này dâng lên mạc thiên tuyết không nhịn được lại nhìn về phía man thú cách đó không xa vừa nhìn xuống hắn đã cảm thấy da đầu lại sắp nổ tung thiếu chút nữa thì lập tức phát điên rồi chỉ thấy hùng sư mới vừa rồi còn có thể mở mắt ra rít gào lúc này hai mắt nhắm nghiền nằm ngang trên mặt đất ngay cả hít thở cũng không thấy hùng sư đuôi vàng chết hai người mạc vũ cũng nhìn ra được điểm không thích hợp trong mắt mỗi một người sắp rơi ra ngoài bảo ngươi tới chữa bệnh không phải bảo ngươi qua đây giết thú. May mắn không làm nhục sứ mệnh, may mắn em gái ngươi. Ý tứ của ngươi, giết chết nó là may mắn không làm nhục sứ mệnh. Liễu hội trưởng, rốt cuộc đây là có chuyện gì xảy ra? Cô nén lửa giận sắp bùng nổ, Mạc Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Hắn từng nói lời chắc chắn, thật sự cho rằng có thể khiến cho man thú trấn quốc cải tử hoàn sinh, sống thêm một khoảng thời gian. Bản thân nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn không những bó tay không chữa được, trái lại còn chữa chết. Nếu không e ngại thân phận của đối phương, Mạc Thiên Tuyết khẳng định đã sớm gọi người tới chặt người này ra thành thịt vụn. Chuyện gì xảy ra cái gì, ta chỉ xong. Không nhìn ra đối phương đang phẫn nộ, Trương Huyền nói. Hoàn hảo, xem như là trị liệu rất thuận lợi. Thuận lợi? Lông mày Mạc Thiên Tuyết run rẩy. chị chết người bệnh, xem như là thuận lợi. Ngươi không phải là y sư, mà là đồ tể. Khủ khủ, liễu hội trưởng, hùng sư đuôi vàng thế nào? Không hít thở, sẽ không chết chứ. Nhìn ra phụ vương không thể tiếp tục kìm chế được nữa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ, mạc vũ vội vàng bước lên trước, mở miệng hỏi. Chết! Lúc này Trương Huyền mới biết vì sao bộ dáng mọi người như vậy. Hắn lắc đầu. Ta đang ở đây, muốn chết làm gì có được dễ dàng như vậy. Nói xong, hắn đi vài bước đến trước mặt hùng sư, một cước đạp tới. Bớt ở chỗ này giả chết đi, nhanh đứng lên cho ta." Gào. Bàn chân hắn rơi vào trên gò má của Hùng sư, sau một khắc, Hùng sư đuôi vàng thoạt nhìn giống như là ngừng hít thở, giống như bị chạm điện, nhảy dựng lên. Một tiếng rít gào điên cuồng vang lên, lông toàn thân chấn động mạnh một cái. Vèo, 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 vèo. Tất cả trường mâu cắm vào thân thể nó bắn ra, rơi đầy đất. Chương 562, chữa trị xong hai uống số máu này trương huyền tiện tay chỉ một cái mà không ít máu tươi chuẩn bị trước đó toàn bộ đều đặt ở trong thùng gỗ cách đó không xa hùng sư vội vàng đi tới mở miệng nuốt rất nhanh mấy thùng máu đều bị uống sạch hùng sư đuôi vàng hình như cũng khôi phục không ít không còn dáng vẻ mệt mỏi trước đó tinh lực no đủ điều này trong mắt nhìn thấy được cảnh tượng như vậy đám người mạc thiên tuyết đều giống như nằm mơ mỗi một người ngây người ở tại chỗ Trường mâu kịch độc như thế, 36 cây cắm vào trong cơ thể, hùng sư đuôi vàng không những không chết, vẫn tinh lực tràn đầy. Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, không phải mới vừa rồi cảm giác được rõ ràng nó ngừng hít thở sao? Thế nào đạp một cước, lại sống lại? Sau khi đi tới, vị liễu hội trưởng này tổng cộng đá ba cước. Cước thứ nhất, trận pháp dừng. Cước thứ hai kích hoạt trận pháp. Cước thứ ba, hùng sư tỉnh táo, cảm giác chân của hắn giống như có ma lực, lần lượt khiến người ta chấn động kinh ngạc. Liễu hội trưởng, thấy hùng sư cách đó không xa, tinh khí thần hình như khôi phục không ít, mà thiên tuyết không thể tiếp tục kìm chế được, nhìn lại. Có phải là kỳ quái hay không? Đây là có chuyện như vậy. Trương Huyền mỉm cười. Thật ra, con hùng sư đuôi vàng này của các ngươi, không phải nhiễm bệnh, mà là... Bị người hạ độc. Bị người hạ độc. Mạc Thiên Tuyết sửng sốt, Lâm Đào Tông sư tông sư lại biến sắc. Hạ độc đối với man thú cấp bậc lão tổ thiên vũ vương quốc, rốt cuộc là ai? Lại làm sao làm được? Dưới tình huống, hùng sư đuôi vàng đuôi khỏe mạnh, đuôi đều là màu vàng. Trước đó có một chỗ hơi trắng, nói rõ khẳng định không phải đơn giản là chứng bệnh bình thường như vậy. Trương Huyền mở miệng giải thích. Nghe nói như thế, đám người Mạc Thiên Tuyết cũng nghĩ tới, đỉnh đuôi của con hùng sư trước đó, thực sự có nhiều chỗ màu sắc không đúng người nói nó nóng nảy điên nếu phát điên vì sao không phải người nào cũng ăn chỉ ăn mấy tên thái giám cung nữ lại xong chuyện điều này đủ để nói rõ nó cũng không phải hoàn toàn phát điên mà là còn có lý trí nhất định trương huyền tiếp tục nói kết hợp hai điểm này ta đoán nó có khả năng trúng một loại kịch độc ép khí độc đến đuôi mới khiến cho màu sắc thay đổi điều này mọi người sửng sốt quả thật vậy nếu như nó thực sự hoàn toàn phát điên Khẳng định gặp người liền ăn, tuyệt đối không thể chỉ ăn mấy thái giám, cung nữ không quan trọng. Có phải là những thái giám cung nữ, chính là người hạ độc nó? Trong lòng nó tức giận, mới giết chết bọn họ hay không? Đột nhiên, tinh thần Mạc Vũ thoáng động. Muốn khiến cho con man thú nửa bước trí tôn này chúng độc, dựa vào lực lượng khẳng định không làm được. Phương pháp duy nhất, chính là trộn thêm vào trong đồ ăn của nó. Mà có khả năng nhất chính là những thái giám cung nữ hầu hạ nó. Không sai. Trương Huyền gật đầu. Không có khế ước với người nào, nó cũng không thể nói ra suy nghĩ của mình. Nó giết những thái giám cung nữ này, thứ nhất, là muốn báo thù, thứ hai cũng để nói cho các người biết, những người này có vấn đề đang nghi. Kết quả các người lại xem nó là điên rồi, trực tiếp sử dụng trận pháp phong tỏa. Sắc mặt mạc thiên tuyết đỏ lên. Trước đây màn thú Trấn quốc ăn thái giám cung nữ, khiến hắn sợ hãi, còn tưởng rằng no điên thật rồi vừa vặn lâm hội trưởng cùng tới chỗ hắn, hắn liền mời người này bày trận pháp. Không nghĩ tới, đối phương là muốn truyền lại ý tứ này. Chúng độc lợi hại, nó dù sao cũng là man thú sống mấy trăm năm, hơn nữa còn có tu vi nửa bước trí tôn cảnh, sẽ không lập tức chết ngay, lại giống như đám người mộc hoành y sư nói, sẽ không qua được ba tháng. Loại chất độc này, nếu như sớm trị liệu, sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ độc đã tản ra đến kinh mạch toàn thân muốn trị liệu rất khó. Do dự hồi lâu, ta quyết định sử dụng phương pháp lấy độc trị độc. Cho nên, ta mới để cho ngươi chuẩn bị kịch độc, cùng sử dụng trường mâu, đưa những kịch độc này đâm vào nơi tập trung kịch độc trong cơ thể hùng sư. May là, may mắn không làm nhục sứ mệnh, cứu sống nó. Trương Huyền mỉm cười. Bàn tay vừa đụng vào ở trên người đối phương, hắn đã biết nó trúng loại kịch độc nào. Loại chất độc này, hắn từng thấy qua ở trong tàng thư khố của độc điện, Biết phương pháp trị liệu là phải lấy độc trị độc. Biết những điều này, còn lại sẽ đơn giản, chỉ cần những thứ kịch độc này tiếp xúc với độc phân tán khắp nơi trong người nó, chỉ có thể trung hòa lẫn nhau, hoàn toàn hóa giải. Đương nhiên, đổi lại thành người khác, vẫn bất lực. Bởi vì kịch độc chạy khắp toàn thân, phân tán tại rất nhiều kinh mạch trong thân thể. Cho dù muốn tìm, cũng không tìm được, làm sao có thể dễ dàng hóa giải. Phải biết rằng một khi tìm nhầm chỗ, chẳng những không có thể giải quyết, chất độc này cũng sẽ độc chết hắn. Chỉ có điều, Trương Huyền có Thiên Đạo Đồ thư quán, bên trong sách ghi chép rõ ràng chỗ vị trí của chất độc. Tổng cộng có 36 chỗ, thậm chí trong cúp hoa cũng có, tìm ra được lại đơn giản. Về phần máu dê bò sau đó, là bởi vì đâm nhiều trường mâu như vậy, mất máu quá nhiều để cho nó khôi phục thể lực. Nghe giải thích xong, đám người Mạc Thiên Tuyết lại trợn tròn cặp mắt, nhìn về phía người thanh niên trước mắt bội phục sát đất. Thảo nào có thể giải quyết tất cả vấn đề khó khăn trên tường nghi vấn khó xử lý, trở thành hội trưởng nghiệp đoàn. Phần y thuật này thật sự quá cường đại. Mặc dù tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng khó có thể tin được. Ta tuy rằng giải quyết được kịch độc trên người nó, nhưng quả thật tuổi thọ của nó sắp kết thúc. Cho dù tạm thời không đáng ngại, cũng tuyệt đối sống không quá một năm. Trừ khi, Trương Huyền có chút do dự, nói nghĩ biện pháp khiến cho nó đột phá đến trí tôn cảnh. Đột phá trí tôn, hơi thở của Mạc Thiên Tuyết nhất thời dồn dập, siết chặt nắm đấm. Liễu hội trưởng có thể có biện pháp. Chương 563, tông sư đỉnh phong 1. Trí tôn cảnh, võ giả đỉnh phong nhất, đến một cấp bậc này, thân thể, chân khí, tinh thần của người tu luyện đều đạt tới giới hạn nhân thể, đi tới điểm cuối. Nhất là man thú, huyết mạch nắm giữ khả năng đi tới, không có huyết mạch tiến thiên, muốn thành công, gần như không khả năng. Chính vì vậy, hùng sư đuôi vàng bảo vệ thiên vũ vương quốc 200 năm, cũng không thể lại đột phá. Bằng không, dựa vào tài lực của vương thất, vật lực, khẳng định đã sớm khiến cho nó thăng cấp, không đến mức vẫn ở lại nửa bước tông sư, không có cách nào tiến bước. Biện pháp thì có, chỉ có điều, có khả năng cần phải tiêu tốn cái giá cực lớn. Đầu trương huyền hất lên, ánh mắt lộ ra sự mờ mịt chỉ cần có thể đột phá, giá lớn hơn nữa, ta cũng nguyện ý bỏ ra. Mạc Thiên Tuyết vội hỏi. Man thú trấn quốc một khi tử vong, Thiên Vũ Vương quốc sẽ lập tức rơi vào trong bấp bênh. Nếu có thể khiến cho hắn đột phá đến trí tôn, không chỉ miễn trừ nguy hiểm, thực lực của một nước cũng chắc chắn sẽ cường thịnh hơn. Một số gia tộc trước đó dục dịch, khẳng định cũng sẽ thu liếm lại. Cho nên, hùng sư đuôi vàng có thể đột phá, tốn giá lớn hơn nữa, hắn cũng sẽ không tiếc. Ừ, thấy đối phương tỏ rõ loại thái độ này, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu, thần sắc thản nhiên nhìn qua, giống như thế ngoại cao nhân không màng tới phàm vật. Nói khó thì rất khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Nếu có linh thạch, số lượng càng nhiều, tỷ lệ đột phá cũng lại càng lớn. Mặt khác, còn cần một ít bí tịch công pháp trí tôn cảnh, không cầu chất lượng, chỉ cầu số lượng, càng nhiều càng tốt. Hai thứ này, tất nhiên không phải sử dụng cho hùng sư đuôi vàng đột phá, mà là chuẩn bị cho hắn nâng cao thực lực. Giúp đối phương giải hết độc, linh thạch ân tình trước đó đã được báo đáp. Nếu như muốn giúp man thú thăng cấp, điều này là thuộc về một hạng mục phục vụ khác, cần phải thu lệ phí khác. Đương nhiên, đưa ra linh thạch, bí tịch cũng không hoàn toàn là vì tư tâm. Chân khí thiên đạo có thể tinh lọc huyết mạch man thú, điều kiện trước tiên là tu vi của hắn cùng đối phương không thể chênh lệch quá xa. Giúp man thú tông sư đỉnh phong thăng cấp đến nửa bước trí tôn, hắn vẫn có thể làm được muốn cho nửa bước trí tôn bước ra một bước cuối cùng không đạt được tông sư đỉnh phong sợ rằng rất khó hoàn thành nếu như không có loại hạn chế này không ngừng giúp man thú tinh lọc huyết mạch thiết sĩ khiếu thiên thú hoàn toàn có thể liên tục đột phá đạt được trí tôn đỉnh phong thậm chí lại đột phá cho dù vương quốc phong hào cũng có thể quét ngang hắn không nhất định phải ở chỗ này giả vờ giả vịt có thể nói đòi linh thạch bí tịch trí tôn cảnh là vì nâng cao thực lực của hắn, cũng vì để cho con man thú trước mắt này. Có thể thuận lợi đột phá, ngược lại cũng không phải lừa dối đối phương. Linh thạch, bên trong vương quốc còn có một chút, chỉ có điều, chỉ có khoảng 5 viên, nhiều hơn nữa cũng không lấy ra được. Nghe được gần mấy thứ này, mà thiên tuyết tuy rằng cảm thấy kỳ quái, vẫn mở miệng nói. Về phần công pháp bí tịch trí tôn cảnh, một quyền cũng không có. Chỉ có 5 viên, một quyền cũng không có. Đúng, linh thạch là vật phẩm chỉ có vương quốc phong hào mới có tư cách giao dịch, thiên vũ vương quốc chúng ta có mấy viên, cũng tốn cái giá cực lớn mới nhận được. Mấy năm nay dùng để ban thưởng và kết giao, cơ bản đều tiêu hao sạch. Công pháp trí tôn cảnh, vương quốc nhất đẳng bị hạn chế, lại thêm tài nguyên thiếu thốn, căn bản là không có khả năng tu luyện tới loại cảnh giới này. Cho nên, công pháp có cũng không có sử dụng được, ngược lại sẽ mang đến tai họa. Mạc Thiên Tuyết có chút xấu hổ, linh thạch, thứ này quá mức chân quý. Cho dù vương quốc phong hào có thể lưu thông, cũng không có bao nhiêu viên, huống gì bọn họ. Có thể có tích chữ được 5 viên, đã coi như là không ít. Về phần công pháp tu luyện trí tôn cảnh, toàn bộ thiên vũ vương quốc đều không có một vị trí tôn cảnh, đi nơi nào tìm loại công pháp cấp bậc như vậy. Lại nói, thật sự muốn có cường giả trí tôn cấp xuất hiện, vương quốc phong hào tất nhiên kiêng kỵ, đến lúc đó chỉ càng phiền phức. 5 viên, thì 5 viên, đưa tất cả cho ta, ta nghĩ biện pháp khiến cho nó đột phá. Tuy rằng không cho quá nhiều linh thạch, có chút có phần thiệt hại, Trương Huyền vẫn gật đầu đáp ứng. Dựa theo tu luyện cấp bậc càng cao, cũng cần linh khí càng nhiều. Một viên linh thạch khiến hắn đạt được tông sư trung kỳ. Sáu viên chắc hẳn là đủ để hắn thăng cấp đến đỉnh phong. Lại nhờ cậy liếu hội trưởng. Nghe được năm linh thạch cũng đủ, mà kiên tuyết thở phào nhẹ nhõm. Cổ tay hắn lật một cái, một chiếc hộp ngọc thật dài xuất hiện ở trong lòng bàn tay, đưa tới. Mở hộp ra, linh khí bên trong kích động, một loạt năm viên linh thạch được đặt ở trong đó, khiến lỗ chân lông người ta mở rộng ra, thoải mái nói không nên lời. Trương Huyền tiện tay thu hồi, thỏa mãn gật đầu. Liễu hội trưởng, còn cần chuẩn bị cái gì không? Đan dược các loại có muốn hay không? Mạc Thiên Tuyết hỏi tiếp. Huyết mạch tiến thiên vô cùng phức tạp, cho dù là một ít thuần thú sư lợi hại của thú đường, cũng không có cách nào làm được. Hắn thật sự nghĩ không ra, chỉ dựa vào linh thạch, phải làm sao mới có thể làm cho Hùng sư đuôi vàng đột phá qua đủ một cửa ải. "Không cần, giúp ta tìm một phòng yên tĩnh, ta phải cố gắng chuẩn bị một hồi, mặt khác, đừng cho người khác làm phiền." Trương Huyền khoát tay. "Vâng." Mạc Kiên tuyết lên tiếng. "Hùng sư đuôi vàng chứa trị tốt, không phát điên, sân cũng lại an toàn, không có bất kỳ nguy hiểm nào." mạc thiên tuyết ở chỗ này tìm một gian phòng yên tĩnh để cho hắn tiến vào nghỉ ngơi sau đó mới cùng đám người mạc vũ lui ra ngoài vừa rời khỏi sân lâm đào tông sư lại xoay người từ biệt vội vã rời đi nhìn hắn đi xa mắt mạc thiên tuyết đột nhiên híp lại bắn ra một luồng ánh sáng phụ vương mạc vũ nghi ngờ nhìn qua xem ra phải cẩn thận lâm ra mạc thiên tuyết lắc đầu lâm ra mạc vũ kỳ quái trước đó không phải quan hệ cũng không tệ lắm sao, vì sao đột nhiên nói ra lời này. Ta nghi ngờ hùng sư đuôi vàng trúng độc, phía sau có cái bóng của lâm gia. chương 564, Tông Sư Đỉnh Phong 2 Mạc Thiên Tuyết hừ một tiếng nói, có thể trở thành người đứng đầu một quốc gia, tất nhiên không phải là hạng người giá áo túi cơm. Trương Huyền chẩn đoán chính xác chứng bệnh của hùng sư đuôi vàng, trong lòng hắn lại có suy đoán. Mạc Vũ có chút không dám tin tưởng hùng sư đuôi vàng là man thú trấn quốc của vương quốc chúng ta. Nếu như nó chết rồi, còn cảm thấy ai sẽ được lợi. Mạc Thiên Tuyết nhìn qua. Vương thất lập quốc vượt quá nghìn năm, căn cơ vững chắc. Cho dù không có hùng sư đuôi vàng, một ít gia tộc, thế lực cũng có thể dễ dàng hủy diệt, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chỉ có lâm gia, kiệt sức khống chế, không có hùng sư đuôi vàng áp chế, sợ rằng thật sự sẽ là vậy. Phân tích một chút, thần sắc mạc vũ cũng biến thành nghiêm trọng. Lâm gia có một vị lão tổ nửa bước trí tôn, biết nhiều trận pháp cường đại, còn có hiên viên vương quốc phong hào ở sau lưng chống đỡ, nếu thật sự muốn mưu đồ gây rối, quả thật phần thắng rất lớn. Hơn nữa, có thể hữu dụng độc dược đối với nửa bước trí tôn, gia tộc bình thường, chỉ sợ cũng không có khả năng bắt được vào tay. Còn nữa, có thể bố trí cơ sở ngầm đến vương cung, khiến cho ở dưới tình huống đường đường bệ hạ cũng không biết, đút cho man thú trấn quốc ăn. Làm được điểm này, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thời điểm hùng sư đuôi vàng phát điên thời gian, Lâm Nhược Thiên vừa vặn tới vương cung, cùng ta thương nghị. Lúc đó ta đã cảm thấy kỳ quái, chuyện này quá mức kỳ quặc, hiện tại xem ra, chỉ sợ hắn cũng đã sớm vạch sẵn âm mưu từ trước. Chỉ cần trận pháp vây khốn hùng sư, điều tra không ra chứng bệnh, lại sớm hay muộn cũng sẽ độc phát mà chết. Mạc Thiên Tuyết siết chặt nắm đấm, trước đó hắn vẫn không cảm thấy được cúc này từ khi chuyện man thú chúng độc suy ngược lại hắn mới phát hiện rất nhiều manh mối đều chỉ về phía lâm gia cho dù xác định là hắn thì có biện pháp gì nữ nhi của lâm nhược thiên là thái tử phi của hiên viên vương quốc mạc vũ lắc đầu tuy rằng đoán được có thể là lâm gia làm nhưng bọn họ cũng không dám làm gì đối phương trước đó không nói lâm nhược thiên nắm giữ thực lực nửa bước trí tôn chỉ nói tầng quan hệ nữ nhi của hắn kia, sẽ không có bất kỳ vương quốc nào dám động tới. Đúng vậy, chỉ hy vọng liễu hội trưởng có thể khiến cho hùng sư đuôi vàng đột phá. Một khi nó đạt được trí tôn cảnh, cho dù bọn họ muốn làm gì, cũng sẽ phải kiêng kỵ vài phần. Mạc Thiên Tuyết nói, tuy rằng danh sư đường ở Vương Thành không quan tâm để ý tới vương quyền tranh bá, nhưng nếu như vi phạm quy tắc chuẩn, lợi dụng thủ đoạn khác, chuẩn bị sinh linh đồ thán, nhất định bọn họ sẽ trực tiếp ra tay danh sư đường, giáo hóa thiên hạ, mục tiêu là người người như rồng. Đánh nhỏ, nháo nhỏ có thể, xúc phạm tới điểm đạo đức mấu chốt, không quan tâm ngươi là ai, đều có thể dễ dàng hủy diệt. Chính là bởi vì có cái này chân áp, tuy rằng vương quốc mọc lên như rừng, nhưng không thống nhất. Đương nhiên, một ít vương quốc thật sự có vị trí địa lý tranh lệch quá nhiều. Thật giống như thiên huyền vương quốc, vị trí quá tranh lệch, hơn nữa nghèo khổ thống nhất cũng sẽ hướng đập tiền vào bên trong, không ai sẽ ngốc tới mức tốn tâm huyết hùng sư đuôi vàng đột phá đến trí tôn lâm gia không có cách nào chống lại dục niệm dĩ nhiên sẽ bỏ đi nếu không chỉ biết tự tìm phiền toái con tin tưởng liễu hội trưởng nhất định có thể thành công mạc vũ nói phương pháp đánh thuần thú của trương sư tình cảnh giúp man thú đột phá nàng còn tận mắt nhìn thấy có thể người thanh niên không gì không làm được này thật sự có thể sáng tạo ra kỳ thích khiến cho thiên vũ vương quốc vượt qua cửa ải khó khăn này chỉ mong vậy mạc thiên tuyết cũng gật đầu nhớ tới cái gì vẻ mặt hắn nghi ngờ nhìn lại tiểu vũ con không phải nói ngày hôm qua con và vị liễu lão sư này trung đụng cũng không thoải mái sao thế nào thanh ưng thú của con và hắn quen thuộc như vậy hình như con cũng rất hiểu về hắn con khuôn mặt mạc vũ nhất thời đỏ lên con làm sao có thể hiểu rõ hắn chỉ là thuận miệng nói một chút không quan tâm còn có ý kiến gì, phụ vương vẫn là câu nói kia. Cố gắng nắm chắc cơ hội, vị liễu hội trưởng này là long phượng trong loài người. Nếu như con có thể giữ được trái tim của hắn lại, thiên vũ vương quốc sau đó thăng cấp phong hào, cũng chưa chắc là làm không được. Mạc thiên tuyết nói, đương nhiên, còn có trương huyền trương sư kia, hai người đó, bất kể là ai, có thể nắm được một người là tốt rồi. Nắm một người. Mạc Vũ vỗ chán một cái, Ta cũng muốn tùy tiện nắm một người, nhưng đây dường như là cùng một người. Gian phòng yên tĩnh trong viện của Hùng sư đuôi vàng. Trương Huyên ngồi ngay ngắn ở bên trong, điều chỉnh không biết bao lâu, mới từ trong cảm giác mệt mỏi sau khi trị liệu cho Hùng sư đuôi vàng khôi phục lại. Ngay sau đó, cổ tay hắn lật một cái, một viên linh thạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Bắt đầu đi. Điều chỉnh trạng thái xong, thu thập cũng đủ linh thạch, tất nhiên hắn muốn lại một lần nữa nâng cao tu vi tinh thần thoáng động công pháp thiên đạo tông sư cảnh nhanh chóng vận chuyển ra vù 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 công pháp thiên đạo nhanh chóng từ trong linh thạch lấy ra linh khí tinh luyện là chân khí dung nhập đan điền tu vi của hắn cũng đang không ngừng tiến bước tông sư trung kỳ đỉnh phong tông sư hậu kỳ tông sư hậu kỳ đỉnh phong ầm ầm hơn nửa canh giờ sau khí hải nổ lớn một trận toàn thân hắn giống như là phá tan tấm lá chắn nào đó kinh khí cuồng bạo chạy khắp toàn thân, một khí tức cường đại, từ trên người hắn tự nhiên sinh ra. So với trước kia, đã cường đại không chỉ gấp đôi. Hình như hắn nắm giữ lực lượng dùng không hết. Âm, um, cảm nhận được trên người dân trào chân khí hung bạo mạnh mẽ, Trương Huyền chợt đứng phát dậy, hai mắt tỏa ra ánh sáng. Tông sư cảnh đỉnh phong, cuối cùng đã tới. Trương 565, tới, đánh ta đi. Một, răng rắc, răng rắc. Thân thể hắn chấn động, cơ bắp toàn thân phát ra tiếng nổ. hắn đi tới vài bước đến phía trước cột đá được chế tạo đặc biệt để kiểm tra lực lượng cho man thú, một quyền đánh tới. ong, ánh sáng lóe lên, một nhóm chữ chậm rãi hiện lên. năm nghìn, tông sư cảnh lực lượng qua một nghìn đỉnh, bình thường sơ kỳ là vì một nghìn đỉnh, trung kỳ hai nghìn đỉnh, lấy loại này đẩy lên, đỉnh phong là lực lượng khoảng bốn nghìn đỉnh. thời điểm trương huyền là nửa bước tông sư, lại có lực lớn một nghìn năm trăm đỉnh hiện tại hắn đạt được đỉnh phong, còn đột nhiên tăng mạnh, đạt tới khoảng 5.000 đỉnh. Loại lực lượng này đã không chênh lệch so với nửa bước trí tôn bình thường. Đáng tiếc, số lượng linh thạch vẫn quá ít, nếu không, tuyệt đối không thể chỉ có 5.000. Trong lòng hắn hưng phấn, nhưng cũng không thỏa mãn. Hắn từ chỗ của Mạc Thiên Tuyết nhận được 5 khối linh thạch, lại thêm chỗ của phí hiên vương tử một khối, nửa ngày qua đều dùng hết rồi. Tất cả đều biến thành bột phấn quả nhiên giống như suy đoán, tu vi càng về phía trước, đối với tiêu hao linh thạch cũng lại càng lớn. Trước đó, một khối linh thạch khiến hắn từ tông sư sơ kỳ đạt được trung kỳ. Hiện tại sáu khối, cũng chỉ miễn cưỡng tiến vào đỉnh phong. Căn cứ vào tình hình tiêu hao hiện tại, nếu muốn trùng kích trí tôn, sợ rằng không chỉ 10 cái, thậm chí hơn 10 cái, cũng làm không được. Sau này phải nghĩ biện pháp kiếm linh thạch. Hắn xoa xoa mi tâm thần công thiên đạo tuy rằng tu luyện rất nhanh, nhưng yêu cầu đối với linh khí cũng lớn tới kinh người. Đặc biệt là tu luyện cấp bậc càng cao, chân khí càng tinh thuần, tổn hao cũng lại càng lớn. Một tông sư cảnh lại cần tới 10 cái. Nếu thật sự muốn ở cảnh giới trí tôn đi xa hơn, sao không cần tới mấy trăm? Thiên vũ vương quốc loại vương quốc nhất đẳng này, số lượng dự trữ cũng không được 10 cái. Hắn đi đâu chuẩn bị nhiều linh thạch như vậy? Vốn tưởng rằng mấy nghìn vạn kim tệ trong chiếc nhẫn chữ vật, mình xem như đã là người giàu có. Hiện tại xem ra, lại biến thành kẻ nghèo hàn. Kim tệ cái gì đều chỉ là phù vân, linh thạch mới là vương đạo. Điều chỉnh trạng thái, lại thêm tu luyện, một ngày trôi qua. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã là buổi trưa ngày hôm sau. Hắn không nhịn được bất đắc dĩ một hồi. Giải độc cho thần thú chân quốc, tốn của hắn không ít chân khí và lực lượng. Chỉ riêng khôi phục thể lực, Điều chỉnh trạng thái, lại tốn không ít thời gian. Lại thêm đột phá, không nghĩ tới bất chi bất giác, lại đã đến giữa trưa ngày hôm sau. Giúp Hùng sư đuôi vàng đột phá. Suối người, tùy tiện ăn một chút thức ăn do Mạc Thiên Tuyết sai người ta đưa tới, hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Tu vi đạt được tông sư đỉnh phong, chân khí thiên đạo càng tinh thuần phong phú hơn, đã có thể giúp con vật lớn này đột phá. Liễu hội trưởng vừa ra khỏi phòng, hắn chỉ thấy hai người Mạc Thiên Tuyết Mạc Vũ đứng ở cách đó không xa. Bọn họ tự nhiên lại sớm chờ đợi ở đây. Chuyện có thể giúp Hùng sư đuôi vàng đột phá hay không, liên quan đến căn bản của Thiên Vũ Vương quốc. Cho dù Mạc Thiên Tuyết lại bình tĩnh mấy, cũng không thể ngoại lệ. Trời vừa sáng hắn đã cùng Mạc Vũ đi tới nơi này chờ. Biết tâm tình của bọn họ, Trương Huyền cũng không để ý nhiều, lên tiếng: "Dẫn ta đi tìm Hùng sư đuôi vàng. Liễu hội trưởng, ta đã nói rõ cùng Hùng sư đuôi vàng có thể dùng phương pháp của ngươi giúp nó thăng cấp. Mạc Vũ mỉm cười nhìn qua. Phương pháp của ta. Trương Huyền sửng sốt. Lẽ nào Mạc Vũ biết chân khí của hắn có thể tinh lọc huyết mạch của man thú sao? Không có khả năng. Lần trước giúp thanh ưng thú đột phá, hắn lý do là mượn huyết mạch của vân điện cổ tước. Khi giúp thiết sĩ khiếu thiên thú thăng cấp là bởi vì nàng chế luyện đan dược. Dựa theo đạo lý, nàng không nên biết. Vậy, nàng nói lời này là có dụng ý gì. Thần sắc hắn nghiêm trọng, đang muốn hỏi rõ, lại thấy nữ hài chỉ về phía trước. Hùng sư đuôi vàng đều chuẩn bị xong. Thuận theo ngón tay của nàng nhìn lại, mí mắt trương huyền giật một lần, thiếu chút nữa ngất đi. Chỉ thấy hùng sư đuôi vàng cực lớn hùng tráng, lúc này bị vô số sợi xích sắt trói thành cái bánh trưng, nằm tê ngang trên mặt đất, vẻ mặt đang u oán nhìn qua. Giờ cho quỷ gì vậy? Vẻ mặt trương huyền nghi hoặc, không nhịn được nhìn qua. Đây là, trói nó thành cái bánh trưng, cùng với phương pháp của ta có cái lông quan hệ gì chứ? Không chỉ có hắn kỳ quái, mà thiên tuyết đứng mở một bên, trên thực tế trong lòng cũng tràn suy sụp. Mới sáng sớm, nữ nhi bảo bối này tới tìm hắn, nói muốn hùng sư đuôi vàng đột phá, phải trói nó lại. Hắn cũng thường nghị hồi lâu, mới nói thông với hùng sư, khiến nó cam tâm bị trói. Như vậy, lại có thể đột phá đến trí tôn sao? Thế nào hắn lại chưa từng nghe nói qua? Tu vi của ngươi chỉ có thông huyền cảnh sơ kỳ, muốn thi triển, vì lý do an toàn, chỉ có thể giam cầm hành động của nó. Vẻ mặt mạc vũ nghiêm túc. Sắc mặt trương huyền đầy cổ quái. Trước đây hắn giúp thanh ưng thú đột phá, sử dụng, có khả năng trong lòng nàng cho rằng, mình giúp man thú đột phá thủ đoạn cuối cùng chính là cái này. Hiện tại ngụy trang thành liễu hội trưởng, chỉ có thông huyền cảnh sơ kỳ, khẳng định mình không phải đối thủ của Hùng sư đuôi vàng, cho nên nàng mới sớm trói nó lại. Khụ khụ, làm hại hắn bị dọa cho giật mình, hóa ra ý của nàng là cái này. Tuy rằng thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả, nhưng cũng vừa lúc có thể giấu giếm thân phận ngụy trang của mình, có thể che giấu hiệu quả chân khí thiên đạo tinh lọc huyết mạch, một công đôi việc. Ừ, không sai, vậy ta lại bắt đầu. Hắn thỏa mãn gật đầu đi nhanh về phía hùng sư đuôi vàng bị trói giống như bánh trưng cách đó không xa mạc thiên tuyết vội vàng tập trung lực chú ý qua nữ nhi nói rất chắc chắn hắn đến bây giờ vẫn không hiểu ra sao hắn không biết rõ cái gọi là phương pháp đánh thuần thú là có ý gì nằm trên mặt đất vẻ mặt hùng sư đuôi vàng u oán cũng hoàn toàn chút không hiểu chuyện gì khi thấy trương huyền đi tới ánh mắt nó lộ ra sự cảm kích nếu không có vị y sư này nó sợ rằng đã bị độc chết cũng không hề có người nào biết. Chương 566, tới, đánh ta đi. Hai. Tuy rằng đến bây giờ, Cúc Hoa vẫn có chút đau đớn, nhưng kịch độc giải hết, những nơi khác trên người đã thoải mái không ít. Dựa vào man thú lực khôi phục cường đại, chắc hẳn không cần tới vài ngày là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Nó đang muốn vô cùng thân thiết cảm kích một chút, lại thấy vị này đi tới trước mặt, không nói hai lời, đạp một cước. Gào vẻ mặt hùng sư đuôi vàng giống như vỡ mộng. Không phải nói muốn giúp ta thăng cấp sao, đá ta làm gì, ầm ầm ầm, còn không có kịp phản ứng, người trước mắt này lại điên cuồng đá ra. Mỗi một cước đều đá vào trên vết thương ngày hôm qua, khiến cho nó nhe răng trợn mắt, tê tâm liệt phổi. Đây là, phương pháp đánh thuần thú con đã nói sao? Khóe miệng mạc thiên tuyết co giật. Làm quốc vương bệ hạ, kiến thức rộng rãi, hắn đã từng tận mắt nhìn thấy thuần thú sư giúp man thú nâng cao thực lực. Nhưng loại điên cuồng đánh man thú này, nói có thể giúp nó thăng cấp, sống lâu như vậy, ngay cả nghe hắn cũng chưa từng nghe qua. Yên tâm đi, liễu hội trưởng khẳng định có thể thành công. Mạc Vũ tràn đầy tự tin. Cảnh tượng thanh ưng thú bị đánh một trận đã đột phá, đến bây giờ còn rõ ràng ở trước mắt nàng, nàng nhớ tất cả rất rõ ràng. Con hùng sư đuôi vàng này chắc hẳn cũng sẽ không có vấn đề quá lớn nhưng nữ nhi nói lời chắc chắn như vậy mà thiên tuyết vẫn cảm thấy không thể tin được phụ thân xem hùng sư đuôi vàng hình như ý thức được cái gì đó biết hắn rất khó hiểu về loại phương pháp cao cấp mạnh mẽ này mạc vũ chỉ một cái mạc thiên tuyết nhìn lại chỉ thấy man thú vừa rồi còn là vẻ mặt cùng khổ hiện tại hai mắt tỏa ra ánh sáng để lộ ra sự hưng phấn nồng đậm bị người đánh cho nôn ra máu Thân thể đau tới mức run rẩy, ánh mắt lại đầy hưng phấn. Mạc Thiên Tuyết chỉ cảm thấy tất cả nhận thức trước đó đều hoàn toàn đổ nát, toàn thân sắp hôn mê. Trong lúc Trương Huyền Điên cuồng đánh, vừa mới bắt đầu hùng sư đuôi vàng đau chết đi sống lại. Một lát sau, nó đã cảm nhận được có điểm không thích hợp. Một cái đá của đối phương đều sẽ có một đạo chân khí truyền tới, tinh lọc huyết mạch của nó, khiến cho lực lượng của nó không ngừng tăng vọt. Lúc này có ngốc cũng biết đối phương là đang giúp nó đột phá. Nó không phản kháng nữa, liều mạng hấp thu chân khí tiến vào trong cơ thể, khiến cho lực lượng huyết mạch càng lúc càng mạnh. Âm âm, không biết hấp thu bao nhiêu chân khí, huyết mạch trong cơ thể bị tinh lọc đến cực hạt, phát ra tiếng nổ mãnh liệt, một lực lượng cường đại từ trên người nó tản ra. Chí tôn cảnh, đến. Gào, một tiếng hí dài, hùng sư đuôi vàng đột nhiên đứng phát dậy, thân hình cao lớn chấn động. Xôn sao? xích sát trói ở trên người nói lập tức rời ra rơi trên mặt đất thật sự đột phá mà kiên tuyết ngây người ra tại chỗ cho dù tận mắt nhìn thấy hắn đều cảm thấy đầu óc không hoạt động Chí tôn cảnh nhân loại muốn đột phá cũng khó khăn huống gì là man thú huyết mạch cố định điên cuồng đánh một trận đánh cho nôn ra máu đã đột phá mẹ nó điều này cũng quá trò đùa đi chẳng lẽ liễu hội trưởng này Tuy rằng ngoài sáng đang đánh nó, trên thực tế lại là đả thông những ràng bộc trong cơ thể nó, giúp lực lượng của nó tăng lên. Một ý nghĩ xông ra. Hắn đã từng xem qua ở trên sách cổ, một ít danh sư lợi hại, giúp người thăng cấp Tu Vi, chính là điên cuồng đánh một trận, đả thông đoạn bế tắc trong cơ thể, do đó khiến cho chân khí khơi thông, Tu Vi tăng lên rất nhiều. Vị trước mắt này, đánh hùng sư đuôi vàng miệng phun ra máu tươi, sắp chết, nó lại có thể thuận lợi đột phá chắc hẳn cũng là nguyên lý này. Có thể giúp man thú đột phá như vậy, có phải cũng có thể giúp người đột phá hay không? Ánh mắt nhất thời sáng lên, mà thiên tuyết nghĩ đến cái gì, lộ ra ánh mắt nóng như lửa. Được rồi, thấy hùng sư đuôi vàng đột phá, trương huyền thỏa mãn gật đầu. Xem ra chân khí đã tới tông sư đỉnh phong, quả nhiên có thể khiến cho nửa bước trí tôn đột phá. Quay đầu lại cũng thử giúp thiết sĩ khiếu thiên thú một chút nó có thể đạt được trí tôn, cho dù hoành hành thiên vũ vương quốc, cũng không cần lo lắng. Hắn vỗ tay một cái, không để ý tới sự cảm kích của con hùng sư trước mắt này, đang muốn nói gì đó, đã thấy Mạc Thiên Tuyết tiến lên đón. Cảm ơn liễu hội trưởng ra tay giúp hùng sư đột phá. Tại hạ vô cùng cảm kích. Hơi không người, Mạc Thiên Tuyết thật lòng thật ý nói. Không có gì. Trương Huyền lắc đầu. Trước đó đáp ứng, lại nói, thu người ta năm khối linh thạch, giúp chút chuyện nhỏ ấy, không tính là cái gì. Thấy hắn nói tùy ý, Mạc Thiên Tuyết càng khẳng định suy đoán trong lòng. Hắn có chút do dự, nói. Tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng, hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của liễu hội trưởng. a à, ta dừng lại ở tông sư đỉnh phong cũng đã rất nhiều năm, vẫn không có cách nào tiến bước. Liễu hội trưởng, có thể cũng giúp ta đột phá gông cùng xiềng xích hay không? Không cầu đạt được trí tôn, nửa bước trí tôn cũng được vẻ mặt Mạc Thiên Tuyết mong đợi nhìn qua, hít thở dồn dập Giúp ngươi đột phá. Trương Huyền thoáng sửng sốt một chút. Đúng vậy, yên tâm đi, ta biết nên làm cái gì. Mạc Thiên Tuyết gật đầu. Thấy vẻ mặt hắn tự tin, Trương Huyền cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ người này biết mình cần linh thạch, còn có chút cất giữ riêng, lưu ở trong tay, trước đó không nói thật sao? Ý nghĩ này còn không có kết thúc, hắn đã thấy người này tiện tay nhặt xích sắt trên mặt đất lên, cứng rắn chói chặt bản thân lại, ngay sau đó nằm trên mặt đất. Ta chuẩn bị xong, tới, đánh ta đi. Trương Huyền, chương 567, ước đấu bắt đầu một. Khụ khụ, Mạc Vũ ở một bên, che chán, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi, choáng váng ngay tại chỗ. Phương pháp đánh thuần thú này của Trương Huyền chỉ thích hợp với man thú, phụ thân tự trói mình nằm trên mặt đất làm gì. Lại nói, trói hùng sư đuôi vàng lại, là bởi vì sợ nó bị đánh, sốt ruột đả thương người. Một nhân loại như phụ thân, chỉ cần nhớ kỹ không đánh trả là được. Mấu chốt nhất chính là một câu tới, đánh ta đi. Nếu không biết nguyên nhân, còn tưởng rằng là kẻ điên cuồng thích bị ngược đãi. Phụ vương, mau đứng lên. Sắc mặt nàng đỏ bừng, vội vàng đi tới trước mặt, nâng hắn dậy. Thật ra cũng không thể trách Mạc Thiên Tuyết bị ma quỷ ám ảnh. Tận mắt nhìn thấy được man thú không có cách nào đột phá, ở ngay trước mắt mình thành công thăng cấp chí tôn, tất nhiên cũng sẽ nghĩ mình có thể đột phá hay không. Nếu thật sự thành công, so với man thú đột phá, lực ảnh hưởng tuyệt đối lớn hơn nữa. Thực lực của một nước cũng càng thêm cao hơn. Mấy năm nay ở dưới áp lực của Lâm Gia và Mạc Hoàng Nhất, tinh thần toàn thân hắn vẫn luôn căng thẳng. Nhìn thấy được hy vọng đột phá, hắn làm sao có thể kiềm chế được. Nó đã đột phá chí tôn ta lại không tiếp tục quấy giày nữa. ta còn có những chuyện khác. hiện tại từ biệt. giải thích rõ ràng. phương pháp đánh thuần thú của hắn chỉ thích hợp với man thú. lúc này trương huyền mới ôm quyền, xoay người đi ra ngoài. thật ra giúp hắn đột phá cũng có thể làm được. chỉ có điều khẳng định như vậy sẽ để lộ thân phận của trương huyền. đó chính là được một mất mười. lại nói ngay cả linh thạch cũng không có. mình làm gì có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. vừa đi mấy bước hắn lại ngửi được mùi thơm sông vào mũi. Mạc Vũ công chúa đuổi theo. Trương Huyền, ngày hôm qua ta nói sẽ dẫn người đi xem trò hay. Tính toán thời gian, chắc hẳn cũng đã bắt đầu. Cùng đi thôi. Trò hay, đến cùng là chuyện gì? Trương Huyền nhìn qua. Đi qua xem một chút sẽ biết. Mạc Vũ công chúa giống như là một tiểu hồ ly đắc ý. Được rồi. Thấy nàng không nói, Trương Huyền không tiếp tục hỏi thăm hai người cùng đi về phía bên ngoài vương cung. Thiên vũ học viện, đám người triệu nhã lại tới nơi này lần nữa. Lần trước qua, cùng nữ hài nói khoác không biết ngưỡng kia so tài một hồi, cuối cùng không phân thắng bại, khiến cho nàng vô cùng phiền muộn. Sau khi trở về, học tập kiếm pháp của sư tổ, mấy ngày qua nàng không ngừng tu luyện, có 100% tự tin, nhất định có thể đánh bại nữ tử kia, ép nữ tử kia phải nói lời xin lỗi. Nữ nhân kia cũng chỉ ỉ vào võ kỹ lợi hại, Hiện tại triệu nhã học tập được kiếm pháp của sư tổ, khẳng định nàng ta không phải là đối thủ. Đúng vậy, dám sỉ nhục lão sư, nếu không xin lỗi, phải cho nàng đẹp mặt. Đám người trịnh dương, viên đào hừ lạnh. Trương sư một đường chỉ điểm, khiến cho tu vi bọn họ càng lúc càng mạnh. Ở trong lòng bọn họ, hắn từ lâu đã được sùng bái giống như thần linh. Lại có người ở trước mặt mọi người nghi ngờ, còn nói liễu lão sư lợi hại hơn, bọn họ làm sao không tức giận. Cái gì mà Liễu lão sư có thể sánh được bằng gót chân của Trương lão sư sao? Ừ, Vương Dĩnh cũng gật đầu, miệng mím lại. Nàng mặc dù nhu nhược, ai dám sỉ nhục Trương sư, nàng tuyệt đối là người đầu tiên xông lên. Rất nhanh bọn họ đã đi tới nơi so tài đã hẹn trước đó. Chỉ thấy đài so đấu trước đó vắng vẻ, đã đông nghịt người. Không ít học viên nghe tin đầu đến đây, muốn xem thử giữa Trương sư và Liễu lão sư gần đây danh tiếng vang xa. Đến cùng học trò của ai lợi hại hơn? Nữ nhân kia tới, Trịnh Dương đưa tay chỉ. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy ở một góc của đoàn người, đám người Mộc Tuyết Tình, Mạnh Đào đã đi tới. Thời khắc này, Mộc Tuyết Tình cũng lộ ra biểu tình hoàn toàn tự tin. Liễu lão sư truyền thụ đao pháp, nàng thử nghiệm, tinh diệu việt luân. So với võ kỹ nàng tu luyện trước đó, cường đại hơn rất nhiều. Nữ hài kia, vốn không biết võ kỹ gì, chỉ dựa vào chân khí hùng hậu mới có thể miễn cưỡng đánh với nàng một trận không phân thắng bại. Lần này nàng học được võ kỹ lợi hại như vậy, còn ngăn cản được sao? Trương Sư không ở thiên vũ vương thành, cho dù ở đây, cũng không có khả năng hai ba ngày ngắn ngủi, khiến nàng học thành thảo võ kỹ giống như đao pháp của ta. Cho nên, ngày hôm nay nàng ta nhất định phải thua. Ánh mắt của hai nàng va chạm vào nhau, trong lòng một tuyết tình thầm hư lạnh. Xem ra hai vị này đều rất có tự tin. Trong đám người, Lưu Trường Nham sớm lại có mặt ở phía sau. Sau khi nhìn thấy được biểu tình của hai nàng, ánh mắt hắn căng thẳng. Thời gian ba ngày, các nàng chắc hẳn đều học được chiêu số lợi hại hơn, dự định một trận quyết thư hùng. Cách đó không xa, thần sắc triệu vũ tinh cũng nghiêm nghị. Hai người là cao thủ lợi hại nhất thế hệ trẻ tuổi, năng lực quan sát kinh người. Hai nữ hài này tập trung tinh lực, có sự tự tin cường đại, cũng có phần khí thế cao ngạo hơn người về điểm ấy bọn họ có thể dễ dàng nhìn ra được Người nói lần này các nàng ai sẽ thắng lợi lưu trường nham nhìn qua ta cảm thấy là mộc quyết tình triệu vũ tinh có chút do dự nói a à, nghe được kết luận này không chỉ lưu trường nham ngay cả mấy học sinh xung quanh cũng không nhịn được nhìn qua muốn nghe xem học sinh đứng đầu này sẽ giải thích như thế nào sau khi biết liễu lão sư giải quyết tốt đẹp nghi tường nghi nam trở thành hội trưởng của nghiệp đoàn y sư ngày hôm qua ta đặc biệt đi tới lớp học của hắn xem thử. Trùng hợp nhìn thấy được một tuyết tình thi triển đao pháp. Nắm đấm của triệu vô tinh căng thẳng, trên đầu xuất hiện mồ hôi lạnh. Nói thật, rất lợi hại, cho dù ta gặp phải, cũng không đỡ nổi, phải cúi xuống chịu thua. Nhớ tới cảnh tượng ngày hôm qua mình nhìn thấy được, đến bây giờ tim vẫn còn đập nhanh không dừng. chương 568, ước đấu bắt đầu 2. Ngày hôm trước, Nghe được lời nói chuyện giữa Liễu Lão Sư và Mạc Thiên Tuyết bệ hạ, hắn đặc biệt tìm người hỏi thăm, lúc này mới hiểu được Liễu Lão Sư vừa đến Vương Thành lại đánh ra danh tiếng lớn như vậy. Trong lòng hắn bội phục, ngày hôm qua hắn đặc biệt đi tới lớp học xem, vừa vặn nhìn thấy được một tuyết tình thi triển đao pháp vừa học được. Một đao đánh xuống, giống như linh dương móc sừng, không tìm được nửa điểm vết tích. Hắn nghiên cứu cả đêm, bất đắc sĩ phát hiện, cho dù hắn dùng ra hết thế võ toàn thân, vẫn không có cách nào tránh né thật sự quá mạnh mẽ. Chỗ tinh diệu, tuyệt đối vượt qua bất kỳ võ kỳ nào của thiên vũ học viện. Thực lực bản thân nàng lại mạnh mẽ, học chiêu số như vậy, ai có thể thắng được. Triệu học trưởng chịu thua. Vậy không phải có nghĩa là, thực lực mục tuyết tình bây giờ, đã là cao nhất trong tất cả học sinh của thiên vũ học viện sao? Vậy cũng quá đáng sợ. Mọi người ồ lên. Triệu vũ tinh xương bá trong học viện mấy năm, vẫn là mục tiêu và thần tượng của vô số học sinh ngày hôm nay hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện thừa nhận không bằng mộc quyết tình một khi truyền ra đủ để gây ra sóng to gió lớn kết luận của ngươi ta cũng không ủng hộ lưu trường nham lắc đầu tuy rằng đao pháp của mộc quyết tình lợi hại nhưng ta cảm thấy ngày hôm nay nàng chưa chắc có thể thắng lợi vì sao thấy bằng hữu tốt không đồng ý với quan điểm của hắn triệu vũ tinh nhìn qua triệu nhã này trong vòng ba ngày có tăng lên hay không ta không biết nhưng mấy ngày qua ta đặc biệt nghe qua chuyện của Trương sư. Hắn sáng tạo ra vô số kỳ tích, những kỳ tích này bất kỳ kẻ nào cũng không có cách nào làm theo được. Lưu Trường Nham lộ ra vẻ sùng bái. Không đầy 20 tuổi, sát hạch danh sư, phá tan rất nhiều kỷ lục do Mạc Hoàng Nhất để lại. Tuổi còn trẻ liền trở thành thi họa sư Tam Tinh, danh chấn thiên hạ. Tu vi bản thân còn đạt tới tông sư cảnh, mấu chốt nhất chính là ta nghe nói những học sinh Triệu Nhã này hắn tổng cộng dạy không đến hai tháng thật sự giảng bài mới khoảng năm sáu ngày thời gian ngắn như vậy khiến cho đám người triệu nhã xuất thân thiên huyền vương quốc cùng mục tuyết tình chiến đấy không phân thắng bại các ngươi không cảm thấy đáng sợ sao dạy không đến hai tháng thật sự giảng bài năm sáu ngày Người từ nơi nào nhận được tin tức này có đáng tin hay không vậy nghe được tin tức này tất cả mọi người đều ngây người thiên huyền vương quốc ở chỗ nào góc xa xôi rác rưởi tới mức không thể lại rác rưởi hơn. Có người nói học sinh nơi đó, võ giả nhất trọng là có thể thi vào học viện. Đạt được chân khí cảnh, lại được cho cao thủ lợi hại nhất trong đám học sinh. Người ở loại địa phương nhỏ này, thật sự chỉ giảng bài năm, 6 ngày, lại bồi dưỡng ra người có thể sánh ngang cùng một tuyết tình. Ta không nghe nhầm chứ. Ta thỉnh giáo một vị danh sư học đồ, quá trình trương sư sát hạch danh sư, nàng trùng hợp ở đó chuyện này là nghe được từ chính miệng của trương sư nói ra không có khả năng giả vờ lưu trường nham chắc chắn nói nói tin tức này là bằng hữu thanh mai trúc mã của hắn tuyệt đối sẽ không nói dối giảng dạy năm sáu ngày lại có thực lực như vậy ba ngày có lẽ thật sự có thể khiến cho triệu nhã lại thay ra đổi thịt triệu vô tinh gật đầu không đúng không phải nói trương lão sư sát hạch danh sư nhị tinh phải đi ra ngoài thí luyện không ở thiên vũ vương thành sao? Đúng vậy, nếu như hắn không ở đây, không tự mình chỉ điểm, triệu nhã còn muốn thắng được mục tuyết tình, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Trong đám người không biết có ai nói một câu, lập tức khiến cho những người khác tán thành. Trương sư cho dù không ở đây, loại danh sư lợi hại này, chưa chắc sẽ không lưu lại chiêu số lợi hại. Đám người triệu nhã là đang giúp hắn giành lấy vinh dự. Nếu thật sự phải thua, không phải có nghĩa là không bằng vị liễu lão sư này sao? trương sư đường đường danh sư làm sao có thể không bằng liễu lão sư? liễu lão sư cũng không kém có được hay không? tuổi còn trẻ liền trở thành hội trưởng của nghiệp đoàn y sư, tùy tiện chỉ điểm khiến tu vi của học sinh đột nhiên tăng mạnh. nếu không bị giới hạn bởi thiên phú không thể sát hạch danh sư, nếu không làm sao tới phiên trương sư gây náo động? ta vẫn cảm thấy trương sư lợi hại hơn một hòn đá kích thích ngàn tầng sóng, mọi người bàn luận ầm ý. Trong số học sinh có vài người hâm mộ Trương Huyền, đối với hắn sùng bái có thừa. Cũng có vài người bị vị liếu lão sư này chinh phục, muốn khiến cho lão sư của học viện mình thu hoạch toàn thắng. Mọi người ở bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai. Triệu nhã, một tuyết tình còn không có đánh nhau, phía dưới đã khí thế hừng hực. Đáng giận, lại dám nói cái gì liễu lão sư còn lợi hại hơn so với trương lão sư. Triệu nhã, ngày hôm nay nàng không đánh cho một viết tình này thành đầu heo, ta cũng coi thường nàng. Nghe được xung quanh bàn luận, trịnh dương cắn chặt hàm răng. Tính tình hắn vốn là nóng nảy, nếu không ban đầu ở Hồng Thiên học viện cũng không có khả năng nghe được Chu Thiên lão sư đối xử không công bằng, liền trực tiếp khiêu chiến học đài chiến đấu. So tài với đối phương, vốn định sửa lại danh tiếng cho lão sư, khiến cho danh tiếng của hắn lớn hơn nữa. Kết quả hiện tại đã có hơn phân nửa người ủng hộ liễu lão sư gì đó. Hắn làm sao nuốt trôi khẩu khí này? Yên tâm đi, không đánh nàng chịu thua, không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng sẽ tự mình đi tìm trương lão sư nhận sai. Thân thể thoáng động, triệu nhã nắm trường kiếm ở trong lòng bàn tay, khí thức cường đại xuyên qua cơ thể lao ra, khiến người ta một loại cảm giác đẹp lạnh lùng. Vù! Dòng người tách ra, nàng đi từng bước một về phía đài so đấu rất nhanh nàng đi tới trên đài ngạo nghễ đứng thẳng dường như toàn thế giới chỉ còn lại có nàng một không ai có thể chống lại ong tay rút trường kiếm ra khỏi vỏ trên không trung phát ra tiếng gió giống như tiếng nức nở nàng chỉ về phía trước khí tức như cầu vồng một tuyết tình nàng có dám dùng binh khí đánh với ta một trận hay không có gì không thể một tiếng quát vang lên Mộc Tuyết Tình cũng nhảy lên đài so đấu, trường đao múa nhanh, giống như rồng lớn, phát ra tiếng vù vù, khiến cho khí thế của nàng trong nháy mắt tăng lên. Chiến đấu liên bắt đầu. Chương 569, Đao ý kiếm ý 1. Lập tức muốn bắt đầu. Trong kiến trúc thật cao phía xa, có mấy lão nhân ngồi ở bên trong, ánh mắt tập trung qua. Một người trong đó, chính là tả tất viện trưởng sát hạch Trương Huyền, bị tức thiếu chút nữa nôn ra máu. Mấy vị khác, Thình lình đều là mấy vị trưởng lão có địa vị tối cao ở trong học viện. Mục Tuyết Tình và học sinh của Trương sư so đấu, mặc dù là chuyện giữa học sinh, nhưng lại thật sự dính dáng quá lớn. Ngay cả bọn họ cũng đều bị kinh động. Nếu như lần này Mục Tuyết Tình có thể thắng lợi, học viện chúng ta làm không tốt cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, thanh danh đại chấn. Một trưởng lão vuốt râu nói. Đúng vậy, Trương sư là ngôi sao nổi bật nhất của danh sư Đường Vương Thành trong cũng trăm ngàn năm qua. Mức độ học sinh của hắn tín nhiệm hắn đạt tới 85, xưa nay chưa từng có. Nếu như nhà đầu tuyết tình có thể thắng, trình độ giảng bài chỉnh thể của học viện chúng ta sẽ được vô số người khen ngợi, mang đến chấn động là cực lớn. Lại một vị trưởng lão tán thành gật đầu. Thắng chấn động rất lớn, vậy các người có từng nghĩ tới, một tuyết tình thất bại hay chưa? Thật ra, bất kể thắng hay thua, học viện chúng ta đều thắng. Người trưởng lão thứ hai cười nói vì sao người vừa hỏi kia hiển nhiên không biết rõ rất đơn giản liễu lão sư chỉ là học viện lão sư bình thường trương sư lại là nhân vật siêu cường sát hạch danh sư nhị tinh cho dù thua bởi hắn cũng không mất mặt gì mà một khi thắng lợi ích to lớn còn cần phải nói nữa sao người trưởng lão thứ hai cười nói lạc trưởng lão nói không sai bất kể thắng hay thua đối với học viện chúng ta đều là chuyện tốt cho nên các nàng hẹn đấu riêng ta mới không ngăn cản. Tả tất viện trưởng vẫy bàn tay một cái, ánh mắt đột nhiên nghiêm trọng. Mau nhìn đi, đã bắt đầu rồi. Mọi người đồng loạt nhìn lại, quả nhiên thấy cuộc so tài của hai nữ hài tự nhiên đã bắt đầu. Chiều này của tuyết tình bắt đầu rất tốt, trường đao ngang trời, khí thế hạ xuống lại có. Không hổ danh là xuất thân danh môn, nắm giữ đối với võ kỹ, đã đạt được cảnh giới cực kỳ cao thâm. Tất cả trưởng lão đều là cao thủ trong cao thủ, Liếc mắt liền nhìn ra vấn đề trong chiêu số của hai nàng, bắt đầu đánh giá. Chiêu này thật là không tệ, lại xem đối diện ứng phó thế nào. Một trưởng lão khác cũng gật đầu, hắn còn chưa nói dứt lời, đã không nhịn được vỗ bắp đùi một cái, hai mắt tỏa ra ánh sáng. Lợi hại, lợi hại, học sinh gọi là Triệu Nhã này cũng thật sự là thiên tài. Một chiêu trường kiếm đâm nghiêng, không chỉ có hóa giải khí thế của thanh trường đao, còn mang theo ý phá không, ngược lại lấy thủ làm công. Một lần hành động phá vỡ cục diện, loại thủ đoạn và tâm tính quyết đoán này, ta cũng chỉ nhìn thấy ở trên người của Ngô trưởng lão. Phản ứng của nàng nhanh, tuyết tình cũng không kém chút nào. Người xem nàng cũng phản kích, trường đao bổ ngang sử dụng cũng vừa vặn, thêm một phần lại có vẻ lực lượng quá nhiều. Thiếu một phần, lại không đủ. Trước đây ta cũng thấy nàng dùng qua đao pháp, lúc nào lại lợi hại như vậy? Sợ rằng so với Bạch trưởng lão, cũng hoàn toàn không yếu hơn so với bạch trưởng lão, đua gì thế? Tạ tất viện trưởng lắc đầu. Bạch trưởng lão chìm đắm trong đao pháp, không dưới 30 năm, cách lĩnh ngộ xuất ra đao ý, chỉ có kém nửa bước, là người sử dụng đao lợi hại nhất ở học viện chúng ta. Vị mục tuyết tình này mới bao nhiêu tuổi, cho dù lý giải đối với đao không ít, nhưng khoảng cách với đao ý, khẳng định cũng kém xa. Điều này thì ngược lại, đao ý, đó là khả năng lĩnh hội cực điểm đối với đao mới lĩnh ngộ ra được trong một vạn người không có một người, thiên vũ vương thành chúng ta cũng chỉ có phong đao quách đạt năm đó mới đạt tới loại cảnh giới này. Ngay cả bạch trưởng lão, cũng kém một chút. Đúng vậy, tạ tất viện trưởng gật đầu. Chân ý của binh khí, không phải dễ dàng lĩnh ngộ như vậy. Không chìm đắm ở phía trên trong thời gian mấy chục năm, tuyệt đối là không có khả năng. mục tuyết tình tuy rằng lý giải đối với đao rất nhiều, nhưng nếu muốn thật sự đạt được cảnh giới lĩnh ngộ đao ý còn cần tích lũy không biết bao nhiêu năm ta nhổ vào còn chưa nói hết nói tạ viện trưởng giống như là nhìn thấy chuyện gì đó khiến cho hắn không thể tin được trực tiếp bạo phát ra lời thô tục thấy hắn thất thố mấy vị trưởng lão khác cũng nghi ngờ nhìn về phía trước vừa nhìn xuống đồng thời đồng tử của bọn họ co lại mỗi một người run rẩy giống như phát điên điều này điều này làm sao có thể chỉ thấy trên đài mái tóc đen nhánh của một tuyết tình bay múa phái dài bay phất phới tôn lên dáng vẻ giống như lăng ba tiên tử phía trên trường đao trong tay nàng một luồng đao khí trắng nón phun ra nuốt vào không ngừng giống như trường xà chạy xung quanh khiến người ta một loại cảm giác dữ tợn đao quang ngang trời khí thức như điện đây là đao ý cổ họng tả tất viện trường trợt khô khốc vừa nói xong đối phương muốn luyện được đao ý không có khổ công rất nhiều năm thì làm không được, lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Trong lòng hắn chấn động thế nào, có thể tưởng tượng được. Bạch trưởng lão chìm đắm ở thế giới đao pháp, mấy chục năm cũng chưa từng làm được. Bằng một tiểu cô nương mười mấy tuổi lại hoàn thành, làm sao có thể? Là liễu lão sư, nhất định là hắn. Một trưởng lão không nhịn được la lên. Tuyết tình nha đầu, ta từ nhỏ đã biết nàng. Trình độ của nàng thế nào ta biết rất rõ. Khoảng thời gian trước, nàng còn ở trước mặt ta biểu diễn qua đao pháp, cách đao ý, tranh lệch cách xa vạn dặm. Thời gian ngắn như vậy, lĩnh ngộ đao ý, không phải nguyên nhân vì hắn, ta thật sự nghĩ không ra lý do nào khác. Ta nghe nói liễu trình lão sư này hai ngày trước vừa truyền thụ cho nàng một bộ đao pháp. Có thể chính là bộ đao pháp này, khiến cho nàng lĩnh ngộ đao ý hay không? Một vị trưởng lão trước đó đã đi qua lớp học của liễu lão sư nói. Thời gian ba ngày ngắn ngủi, lĩnh ngộ đao ý liễu lão sư này đến cùng làm sao làm được? bất kể làm thế nào làm được, không thể phủ nhận trình độ hắn dạy học đã đạt đến mức độ nghe nói cũng thấy kinh người. tiểu cô nương đối diện kia sợ rằng phải thua. đúng vậy, đối mặt với cường giả lĩnh ngộ đao ý, điều duy nhất có thể chống lại chỉ có một, đó chính là lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm pháp vừa rồi của nàng ta đã thấy. ta tất viện trưởng lắc đầu, tuy rằng không kém, nhưng cách lĩnh ngộ kiếm ý còn có một khoảng cách rất lớn, thua là chuyện tất nhiên. khụ khụ, viện trưởng, điều này lại chưa chắc. viện trưởng mau nhìn. tạ viện trưởng còn chưa nói dứt lời, đã bị một trưởng lão cắt ngang. thế nào? tạ viện trưởng nhướng mày, nghi ngờ nhìn qua. cái đó, trường kiếm của triệu nhã kia tuy rằng không dơ lên, nhưng thân kiếm động khẽ, một luồng ánh sáng trắng lưu chuyển. ta làm sao lại nhìn thấy? giống như là kiếm ý trưởng lão này không nhịn được nói kiêm ý mọi người nhìn lại trước đó triệu nhã đưa lưng về phía bọn họ trường kiếm trong tay không dơ lên bọn họ lại bị mục tuyết tình làm cho chấn động vẫn chưa cẩn thận quan sát lúc này vừa lưu tâm bọn họ lập tức phát hiện ra điểm không thích hợp chỉ thấy trường kiếm trong tay nữ hài vang lên âm thanh nức nở một luồng ánh sáng trắng chảy xuôi ở trên thân kiếm giống như vằn nước gợn sóng chảy xuôi tiếng kim loại giống như tiếng phượng hót. Thật sự, là kiếm ý. Nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều xác nhận. Triệu nhã trước mắt này, tự nhiên cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Hai nữ hài mười mấy tuổi, một người lĩnh ngộ đao ý, một người lĩnh ngộ kiếm ý. Còn có thiên lý hay không? Trời à, ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra hay không? Trong vòng ba ngày lĩnh ngộ đao ý, lĩnh ngộ kiếm ý. Nếu như người khác nói với bọn họ như vậy, bọn họ nhất định sẽ nhổ vào mặt hắn. Hiện tại tận mắt nhìn thấy được, bọn họ đều cảm thấy toàn thế giới sắp phá vỡ, trái tim cũng sắp phải nổ tung. Tạ tất viện trưởng khóc. Vừa nói một tuyết tình, không có khả năng lĩnh ngộ đau ý, người ta lại thi triển ra. Vừa nói xong triệu nhã phải thua, nàng lại biết xuất ra kiếm ý. Hai người các nàng hôm nay là cố ý tới đánh vào mặt ta hay sao? mấu chốt đánh vào mặt thì cũng thôi đao ý kiếm ý cái gì dễ dàng lại tu luyện được như vậy sao hơn nữa còn xuất hiện ở trên người thiếu nữ mười mấy tuổi có nhầm hay không trong lúc nhất thời tất cả trưởng lão bên trong gian phòng đều ngây người tại chỗ ai cũng nói không ra lời thiên vũ học viện trong viện của trưởng lão vù 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 một lão nhân cầm trường đao trong tay ở trong viện không ngừng múa đao phong giống như sóng lớn kinh đào khiến người ta nhìn một chút, lại chìm đắm vào trong đó, khó có thể rời khỏi. Vù. Đao pháp dừng lại, lão nhân thu đao đứng thẳng. Đao pháp của lão sư càng lúc càng thuần thục rồi, sợ rằng còn cách đao ý chân chính đã không chênh lệch bao nhiêu. Một người thanh niên vội vàng đưa khăn mặt tới, vẻ mặt cung kính nói: "Ai?" Lão nhân lắc đầu, trong mắt đầy phiền muộn. Tuy rằng những ngày gần đây ta vẫn có thể cảm ngộ được loại cảnh giới đó, thoạt nhìn khoảng cách không xa, trên thực tế một ngày không lĩnh ngộ, chẳng khác nào cách xa thiên nhai. Hắn chính là bạch trưởng lão đám người tạ viện trưởng vừa nhắc tới. Hắn chìm đắm ở trong thế giới đao pháp mấy chục năm, trước sau không thể phá cửa tiến vào. Lại nói tiếp chân ý binh khí đơn giản, trên thực tế rất khó. Có đôi khi cho dù chỉ kém một bước cuối cùng, cả đời sợ rằng cũng chưa chắc có thể đạt được. Tin tưởng lão sư chỉ thiếu một kỳ ngộ, kỳ ngộ đến, nhất định sẽ nước chảy thành sông. Người thanh niên cũng biết đạo lý này, an ủi một câu. Đúng vậy, còn kém kỳ ngộ. Đáng tiếc, đi nơi nào tìm kỳ ngộ. Bạch trưởng lão cười khổ. Nếu như bây giờ có thể có một vị tiền bối lĩnh ngộ đạo ý, ta sẽ lập tức bái ông ta làm thầy. Chỉ cần có thể mỗi ngày quan sát loại ý cảnh này, có thể bảo đảm không cần một tháng, là có thể hoàn toàn đột phá. Đáng tiếc, thiên vũ vương thành không ai có thể lĩnh ngộ loại ý cảnh này. Những điều này cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi loại đao ý này lại có thể gặp không thể nói ra nếu có một vị tiền bối lĩnh ngộ đao ý ở trước mặt hắn thi triển đao pháp hắn có thể rất nhanh lĩnh ngộ bước ra một bước cuối cùng đáng tiếc người có thể lĩnh ngộ đao ý có ai không phải là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy có ai có khả năng làm lão sư của hắn mỗi ngày luyện đao cho hắn nhìn lão sư không cần nóng lòng người thanh niên đang muốn lại an ủi một câu đột nhiên thấy mắt lão sư thoáng cái trận tròn hô hấp rồn rập len keng. Trường đao được lão sư cầm trong tay coi như chân bảo lại rơi trên mặt đất, vẫn còn không cảm giác được. Lão sư, lão sư luôn luôn bình tĩnh, đây là lần đầu tiên thấy hắn thất thố như vậy, người thanh niên không nhịn được nhìn qua. Là đao ý, có tiền bối ở học viện thi triển đao ý. Không để ý tới lời hỏi thăm của hắn, sắc mặt bạch trưởng lão trở nên trắng bệch, kích động tới mức môi run rẩy. Đao ý, người thanh niên mơ hồ không hiểu, cách loại ý cảnh này quá xa, cho dù có đau ý xuất hiện, cũng không lý giải được. Nhanh, nhanh đưa quần áo của ta tới đây, dẫn ta qua. Ta muốn bái vị tiền bối lĩnh ngộ đào ý kia làm sư. Lại không nhẫn nại được nữa, bạch trưởng lão xoay người giống to hơn. chương 570, đào ý kiếm ý 2. Vừa luyện công, hắn đang mặc một bộ quần áo luyện công, có vẻ không đủ nghiêm túc. Loại tiền bối này, một khi đắc tội, phiền phức lại lớn vâng người thanh niên cuối cùng đã kịp phản ứng vội vàng cầm y phục trưởng lão của hắn tới vội vàng khoác lên người bạch trưởng lão xoay người rời đi vào thẳng về phía phương hướng phát sinh đao ý lại là đao ý kiếm ý dưới đài so đấu triệu vô tinh lưu trường nham đâu còn có nửa điểm phong độ trước đó sắc mặt mỗi người trắng bệch thân thể run rẩy trước đó thời điểm mục tuyết tình thi triển đao pháp triệu vô tinh đã biết chắc không phải là đối thủ hiện tại nàng sử dụng ra đao ý hắn nhất thời hiểu rõ đối phương thật sự muốn hạ sát thủ thực lực hắn như vậy tuyệt đối sẽ bị lập tức giết chết trong nháy mắt trốn cũng trốn không thoát trước đây nữ hài này tuy rằng lợi hại nhưng so với bọn họ vẫn có tranh lệch rất lớn lúc này mới mấy ngày không gặp nàng lại cường đại như vậy vị liễu lão sư này rốt cuộc là một loại người thế nào trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi khiến một đệ tử nắm giữ loại biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy quyết đấu giữa đao ý và kiếm ý. Một tiếng la lên, kéo hắn từ trong sự chấn động trở về. Hắn nhìn lại về phía trên đài, hai nữ hài xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi, lại va chạm vào nhau. Đao quang vút lên trời cao, kiếm quang gào thét. Đao kiếm vừa tiếp xúc, kinh khí cuồng bạo, lập tức giống như trận gió lốc đảo qua, tạo thành vô số đường vân sâu cạn không giống nhau ở trên mặt nham thạch trên đài so đấu nắm giữ chân ý chân khí của binh khí, trở nên vô cùng sắc bén. Người bình thường đụng với, căn bản không chống đỡ được, càng chưa nói tới những nham thạch kia. Đáng giận, sắc mặt mộc tuyết tình tái xanh. Học được đao pháp của liễu lão sư, lĩnh ngộ ra đao ý, hiểu biết của nàng ở trên đao pháp, đã vượt qua người khác rất nhiều. Loại võ kỹ này, triệu vũ tình cũng có thể dễ dàng đánh bại. Vốn tưởng rằng ngày hôm nay so tài, sẽ thoải mái vui vẻ, ra tay là có thể nghiền ép dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới nàng tiến bước lớn đối phương còn tiến bước lớn hơn nữa triệu nhã này trước đó chỉ biết một chút phó kỹ mèo ba chân ngày hôm nay lại thi triển ra kiếm ý hơn nữa bên trong kiếm ý mang theo thể chất âm hàn cho dù có đau ý hộ thể cũng khiến cho nàng càng đánh càng gian khổ sắp không kiên trì nổi vị trương sư này thật sự lợi hại như vậy sao ba ngày trước chỉ biết một chút phó kỹ cấp thấp ba ngày sau lại cường đại như vậy, nếu như phía sau không có trương sư chỉ điểm, đánh chết nàng cũng không tin. Cũng chỉ có vị thiên tài siêu cấp danh chấn 13 vương quốc, ép đầu mạc hoàng nhất cũng không ngẩng lên được, mới có loại bản lĩnh này. Mấy ngày ngắn ngủi khiến một người không biết võ kỹ gì, phát huy ra lực chiến đấu vượt qua bản thân mấy lần. Cho dù trương sư lợi hại, liễu lão sư chúng ta cũng sẽ không thua ngươi. Cắn chặt răng, trong lòng nàng sinh ra một sự tàn nhẫn. Trương sư là lợi hại, là cường đại, nhưng liễu lão sư các nàng không kém chút nào. Không chỉ khiến cho nàng dễ dàng học được đau ý, nàng nhìn thấy được lộ trùng vẫn đang tu luyện, nhất thời hiểu rõ là khủng khiếp tới mức nào. Ba ngày trước, lộ trùng chỉ có đỉnh lực cảnh sơ kỳ, cùng nàng vị ích huyệt cảnh này tranh lệch cách xa vạn dặm, có thể tiện tay bóp chết vài một. Sáng sớm hôm nay thời điểm đi tới thăm, hắn tự nhiên đã nắm giữ lực lượng thông huyền cảnh sơ kỳ thậm chí thông huyền cảnh trung kỳ bình thường, cũng không nhất định có thể thắng được. Thời gian ngắn như vậy, khiến thiên phú đỉnh lực cảnh sơ kỳ bình thường, vượt qua tròn hai cấp lớn. Loại thủ đoạn này của liễu lão sư, nàng có tự tin, lại danh sư lợi hại cũng kém hơn. Trương sư cũng không được. Danh dự của liễu lão sư không cho phép bị sỉ nhục, ngày hôm nay ta phải thắng. Trong lòng nàng gào thét, đao quang trên tay lại tăng mạnh, điên cuồng bổ về phía nữ hải đối diện bên này mộc tuyết tình cắn răng kiên trì triệu nhã đối diện cũng bắt đầu có chút nóng này sư tổ thân truyền kiếm pháp khiến cho nàng lĩnh mộ kiếm ý cho rằng có thể dễ dàng nghiền ép thật không nghĩ tới đối phương tiến bước không kém hơn so với mình bao nhiêu thảo nào nàng có thể bảo vệ như thế xem ra vị liễu lão sư này hoàn toàn không có đơn giản một chút nào trước đó bởi vì trương lão sư cường đại nàng đã cảm thấy anh hùng thiên hạ không ngoài như vậy Giờ phút này nhìn thấy được, nàng mới hiểu ra, người cường đại thật sự quá nhiều. Chí ít vị liếu lão sư này cũng rất mạnh. Nàng tuy rằng cũng rất lợi hại, lĩnh ngộ đao ý cũng rất mạnh, đáng tiếc, thể chất không bằng ta. Thở ra một hơi, hai mắt mộc tuyết tình sáng như điện. Lực lượng của đối phương cũng rất mạnh, chiêu số cũng rất cao minh. Đáng tiếc, trên phương diện thể chất, nàng kém hơn mình quá nhiều. Nàng đường đường là thể chất thuần âm, cho dù thực lực bản thân hơi thấp, cũng có thể khiêu chiến vượt cấp. Trước đó, bị giới hạn bởi võ kỹ yếu, nàng mới không phải là đối thủ. Hiện tại lĩnh ngộ kiếm ý, so sánh với đạo ý của đối phương, làm sao có thể không chống đỡ được. Kết thúc, nàng nhướng mày, mái tóc đen nhánh đón gió tung bay. Thể chất thuần âm được toàn lực vận chuyển, tôn lên dáng vẻ nàng giống như tiên nữ không dính bụi trần. Bộ dạng này, ngay cả một tuyết tình tự nhận là mỹ lệ cũng không kìm lòng được tự cảm thấy xấu hổ. Thể chất thuần âm, có thể hoàn toàn phát huy ra nữ tính một cách hoàn mỹ. Một khi kích hoạt, không có bất kỳ chỗ thiếu hụt nào. Bất kỳ nữ tử nào cũng đều hướng tới, tha thiết ước mơ. Vù, thể chất phát huy đến cực hạn, trên thân kiếm phun ra nuốt vào kiếm quang, cũng đột nhiên bắn ra, giống như du long, lao thẳng tắp về phía mộc tuyết tình. Lần này uy lực rất mạnh, đao quang vừa đụng vào, lập tức bị chém thành hai đoạn hoàn toàn không có chút dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. a à, trong phút chốc, một tuyết tình biến sắc, trở nên trắng bệch. Bởi vì, một khi kiếm quang bổ ở trên người, bản thân nàng bị trọng thương không nói, danh dự của liễu lão sư cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ có điều, đao quang bị chém đứt, kiếm khí đã đi tới trước mặt. Cho dù nàng muốn biến chiêu cũng không kịp, trốn không trốn nổi, cũng tránh không được nàng không thể làm gì khác hơn là hai mắt nhắm lại, chờ đợi kiếm quang đánh chúng. Xem ra mộc tuyết tình phải thua. Đúng vậy, cái này cũng không có cách nào. Đối mặt với kiếm quang này, đổi lại thành ai, cũng không chống đỡ được. Công kích lợi hại như thế, cường giả thông huyền cảnh sơ kỳ muốn ngăn cản cũng khó khăn, huống dị ích huyệt cảnh. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, trong lòng mọi người dùng mình, đồng thời lộ ra vẻ thương tiếc. Hai nữ hài này đều rất ưu tú nhưng nếu hai người so tài khẳng định có một người thất bại chỉ là không nghĩ tới thua lại là nàng đến cùng có kịch hay gì cứ nhất quyết phải kéo ta đi xem ta còn có việc không có thời gian đi theo nàng xem náo nhiệt đi ra khỏi vương cung thấy mạc vũ công chúa cách đó không xa vẻ mặt hưng phấn trương huyền có chút bất đắc dĩ hắn còn muốn đi nghiệp đoàn y sư đọc sách còn muốn trở về phủ đệ chỉ điểm cho đám người triệu nhã tu luyện chuyện cần làm rất nhiều hắn làm gì có được thời gian rảnh rỗi cùng nàng đi xem náo nhiệt. Đừng có gấp, lập tức đến nơi, cái trò hay này, người tuyệt đối sẽ rất cao hứng. Lông mày dướn lên, Mạc Vũ khẽ cười. Người trước mắt này, ở trước mặt nàng luôn luôn bình tĩnh, lạnh lùng, thoạt nhìn hình như cái gì cũng không biết, trên thực tế bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết dễ dàng. Hiện tại, hai học sinh của ngươi, chiến đấu vì vinh dự của ngươi, đánh tới khí thế hừng hực, xem ngươi xử lý như thế nào đây là đi thiên vũ học viện thấy nàng không muốn nói trương huyền biết hỏi cũng vô dụng hắn nhìn tuyến đường đi một chút vẻ mặt nghi ngờ tuyến đường bọn họ đi về phía trước chính là thiên vũ học viện không phải nói đi xem náo nhiệt sao đi học viện làm gì trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái theo sát ở phía sau vừa tiến vào học viện hắn lập tức cảm giác được có điểm không thích hợp tại sao không có ai đang buổi trưa, trong học viện chắc hẳn phải khắp nơi đều là người. Thế nào ngay cả một bóng quỷ cũng không thấy. Đã bắt đầu, chúng ta nhanh chân lên một chút. Sắc mặt ngưng trọng, Mạc Vũ Công Chúa vội vàng đi về phía vị trí đài so đấu. Trong trường không thấy người nào, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, tất cả đều chạy đi xem náo nhiệt. Trương Sư, Liễu Trình hội trưởng bất kể người nào cũng đều danh chấn Vương Thành. Học sinh bọn họ so tài, Tuyệt đối có thể khiến cho tất cả mọi người quan tâm. Thấy nàng sốt ruột đi về phía trước, Trương Huyền cảm thấy kỳ quái đi theo sau. Rất nhanh hắn liền thấy không biết bao nhiêu người đứng ở dưới một đài so đấu, náo nhiệt khác thường. Chẳng lẽ có người so tài? Không biết có phải là viện trưởng muốn cùng người quyết đấu hay không? Nếu không làm sao có thể tập trung nhiều người như vậy? Bị dòng người ngăn cản, trong lúc nhất thời hắn không nhìn thấy được tình huống bên trong. Chỉ có điều nhìn thấy được nhiều người như vậy đứng ở chỗ này, trong lòng Trương Huyền có suy đoán. Có thể khiến cho nhiều học sinh như vậy tập trung ở chỗ này, ngoại trừ cấp bậc viện trưởng, hắn thật sự nghĩ không ra người nào có năng lực hiệu triệu lớn như vậy. Xem ra, vẫn là Trương Sư tốt hơn, học sinh của hắn lợi hại hơn một ít. Cũng không thể nói như vậy, liễu lão sư mới dạy 4 ngày, lại có hiệu quả này. Ta cảm thấy hắn càng lợi hại hơn. Triệu nhã này thật là xinh đẹp từ hôm nay trở đi nàng chính là nữ thần của ta không nghĩ tới một tuyết tình cũng lợi hại như vậy đao ý đây chính là đao ý từng tuổi này lại lĩnh ngộ được quá mạnh mẽ đi tới phía trước đoàn người hắn vẫn chưa tiến vào liền nghe được xung quanh có tiếng bàn luận ầm ĩ trương sư liễu lão sư triệu nhã một tuyết tình trương huyền xứng sở đứng ngây ở tại chỗ giống như bị lôi điện đánh trúng mắt thoáng cái trợn tròn sau khi liên hệ rất nhiều chuyện với nhau. Sẽ không phải là hai người bọn họ đang luận võ chứ. Vào đêm triệu nhã bị thương, một tuyết tình cũng bị thương. Hai người hình như đều bị người đánh cho bị thương, còn hẹn sẽ tiếp tục chiến đấu. Ban đầu, hắn thấy khả năng hai người gặp nhau rất nhỏ. Học sinh dưới thân phận giáo dục khác nhau, không có khả năng biết nhau. Hắn cũng lại không nghĩ đến điểm này. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ không chỉ gặp gỡ, còn đánh nhau thật hay giả vậy hắn vội vàng nhìn về phía mạc vũ cách đó không xa đã thấy vẻ mặt nàng đắc ý nhìn qua hình như vì hắn chịu thiệt nàng cảm thấy hưng phấn trong lòng hắn thầm dùng mình không tiếp tục để ý tới đối phương nữa vội vàng chạy về phía trước tìm nơi thích hợp quả nhiên hắn nhìn thấy rõ ràng hai người đang trên đài so tài không phải là triệu nhã và mộc tuyết tình thì là ai vù vù vừa biết được thân phận của hai người, liền thấy thể chất thuần âm của triệu nhã vận chuyển, trường kiếm chặt đứt đao quang của đối phương, nặng nề bổ xuống. Mộc tuyết tình, nguy hiểm trong sớm tối. Dừng tay, vù, bóng người lóe lên, thân pháp thiên đạo vận chuyển, từ trong đám người trong nháy mắt hắn lao qua, xuất hiện ở trên đài so đấu. Vốn tưởng rằng lần này phải thua không thể nghi ngờ, Mộc tuyết tình đang nhắm mắt chờ đợi. Nàng lại cảm thấy một ngọn gió gào thét lao tới ngay sau đó một bóng người thận trọng ngăn cản trước mặt. Lão sư, viên mắt đỏ lên, mộc tuyết tình cũng không kìm chế được nữa. Audio điện tử võ tấn bền chương 571, lần thứ hai hẹn đấu thượng một Nàng tùy hứng hồ đồ, lão sư không lưu tâm, giúp nàng giải quyết đan độc trong cơ thể, truyền thụ đao pháp thượng thừa, chỉ điểm tu vi, ơn nặng như núi. Nàng vốn muốn có thể làm việc giúp cho lão sư, vì hắn dương danh, ai biết. Tự nhiên thua, hại danh thanh của hắn bị hao tổn. Cho dù như vậy, hắn cũng không buông tha, rất sợ nàng bị thương tổn, trực tiếp xông lên cứu người. Lão sư, cảm ơn. Lão sư, là tình nhi hồ đồ, vẫn xin người tha thứ cho. Lão sư, sau này ta lại không dám nữa. Mục tuyết tình siết chặt nắm đấm. Lão sư trước mắt, tuy rằng tuổi không lớn lắm, lại lớn giống như núi, khiến cho nàng đi tới không còn mê man nữa. Khiến cho nàng tu luyện nắm giữ động lực lớn hơn nữa. Triệu nhã đối diện đang giàu dĩ một kiếm này đến cùng bổ xuống hay không, lại thấy một bóng người ngăn cản trước mặt ở Mộc tuyết tinh. Là một người thanh niên 24-25 tuổi, sắc mặt có chút ngả vàng. Âm, uhm, dưới quán tính, trường kiếm không dừng lại, đánh thẳng xuống. Người thanh niên nhướng mày, bàn tay vươn ra, ngón dưa uốn cong, nhẹ nhàng bắn ra. Con, đầu ngón tay và thân kiếm vừa tiếp xúc, triệu nhã nhất thời cảm thấy lòng bàn tay đau đớn một hồi. Trường kiếm gãy thành hai đoạn, tuột ra khỏi tay, bay thẳng ra ngoài. Bịch bịch, lui về sau hai bước, triệu nhã điều chỉnh hít thở. Lúc này nàng mới hiện đối phương không có ý công kích nàng, chỉ là búng cho trường kiếm bay đi. Bởi vì lực lượng trong kiếm quá mạnh mẽ, lúc này mới bị cắt ngang trong nháy mắt. Lợi hải, đồng tử nàng co lại, vừa rồi toàn bộ thể chất khai hỏa, kiếm quang quét ngang, ngay cả nàng cũng có phần không khống chế được. Đối phương chỉ một ngón tay lại phá hỏng, hơn nữa không tổn thương nàng chút nào. Phần năng lực quan sát và thực lực này, quả thực nghe thôi cũng giận cả người. Không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng khó có thể tin được. Không biết vị tiền bối này, vì sao phải ngăn cản chúng ta so đấu. Tuy rằng chấn động kinh ngạc, trên mặt nàng lại hoàn toàn không có chút hoảng loạn, liền ôm quyền thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh các nàng thực sự hồ đồ vung cánh tay trương huyền kêu lên một tiếng phiền muộn nàng nói hai người các nàng đi cho dù luận võ cũng tìm người khác đều là đệ tử của ta chỉ có điều một người dùng tên giả ngụy trang một chút mà thôi về phần phân cao thấp với nhau đánh nhau sao một người được truyền thụ kiếm pháp một người muốn học tập đao pháp còn tưởng rằng làm cái gì dù thế nào hắn cũng không thể ngờ được hai người chạy đến đây đánh tới khí thế hừng hực ta ngất đây là tranh danh dự cho ta sao là tới đây khiến cho ta mất mặt thì có thảo nào vẻ mặt mạc vũ cổ quái nói cũng phải con mẹ nó điều này thật đúng là náo nhiệt nói vậy vị này chính là liễu lão sư đoán được thân phận của người thanh niên đối diện triệu nhã bước lên trước trên mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kiên định Học sinh của các hạ nói lời sỉ nhục lão sư của ta. Làm học sinh cùng nàng so tài là giữ danh dự cho lão sư quang minh chính đại. Vì sao đến trong miệng của các hạ lại biến thành hồ đồ? Ừ, trương huyền sửng sốt. Hắn nói hồ đồ là lấy thân phận trương huyền quát mắng học sinh không tính là gì cả. Nhưng nếu sử dụng thân phận liếu lão sư, chẳng khác nào đang khinh thường đối phương. Học sinh so đấu với nhau ngươi là một lão sư sông lên ngăn cản không nói, còn nói đối phương, hồ đồ, không phải càn quấy là cái gì. Dựa vào cái gì học sinh ngươi đánh ta, là đương nhiên. Ta đánh học sinh của ngươi, lại xem như là hồ nháo. Được rồi, chuyện ngày hôm nay, dừng ở đây, các ngươi trở về đi. Không nghĩ tới một thân phận ngụy trang, lại bị học sinh của mình nghi vấn, Trương Huyền đau đầu một hồi. Gây ra cái ô rồng này, cũng thực sự choáng váng. Trước đó, thời điểm hai nàng học tập kiếm pháp đao pháp, chỉ cần có chút lưu ý, cũng không đến mức bị nhiều người đứng ngoài xem như vậy. Trở lại, dựa vào cái gì phải trở lại, một tuyết tình này so tài thua, phải lập tức nói xin lỗi trước, thừa nhận vị liễu lão sư này của nàng không bằng trương sư của chúng ta. Bằng không, cho dù chuyện này đến tài nghiệp đoàn giáo sư, đến tài danh sư đường, ta cũng không lùi bước. Một tiếng gầm thét phẫn nộ vang lên, trịnh dương bắt đầu nhảy lên, nổi giận đùng đùng, Hắn thật sự tức giận. Học sinh đánh không lại, lão sư chạy tới, ngươi nói vậy là có ý gì? Chỉ ngăn cản ngược lại cũng thôi, còn nói chúng ta hồ đồ, chuyện này dừng ở đây. Đã thấy kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua kẻ không biết xấu hổ như vậy. Đường đường là lão sư, thua còn không muốn thừa nhận sao? Không sai, trước khi so tài đã nói rõ, lẽ nào không thua nổi? Thua thì thua, thắng thì thắng, còn muốn quyệt nợ phải không? không biết xấu hổ. Đám người viên đào lưu dương vương dính cũng đi lên, mỗi một người đều nổi giận đùng đùng. Ta thua, cũng là do ta học nghệ không tinh, không có vấn đề gì với lão sư. Thấy lão sư của mình bị đối phương nghi vấn, mục tuyết tình tiến lên một bước. Vốn định chiến thắng, dành vinh dự cho lão sư, không nghĩ tới lại làm cho hắn rơi vào cục diện lúng túng như thế, nàng cắn răng. Nếu nói xin lỗi, cũng chỉ đại biểu cá nhân ta, không có nghĩa là lão sư không bằng trương sư của các ngươi. Thật thú vị, nói nửa ngày như vậy, chính là không muốn nhận thua. Ba ngày trước nàng không có khả năng nói như vậy, thế nào, đánh không lại, không muốn thừa nhận sao? Trịnh Dương lạnh lùng nhìn chăm chú qua. Ba ngày trước, nàng lại rất kiêu ngạo nói, trương sư cũng không sánh bằng liễu lão sư các nàng, hơn nữa còn giao hẹn thua sẽ thừa nhận. Ngày hôm nay nàng lại đổi giọng, tưởng chúng ta dễ bị khi dễ sao? lập tức nói lời xin lỗi, thừa nhận liễu lão sư của nàng không bằng trương sư chúng ta. Chuyện ngày hôm nay đến đây lại kết thúc, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Lưu Dương cũng bước lên trước. Ta, sắc mặt mộc tuyết tình tái xanh. Một khi nàng ở chỗ này thừa nhận, sau này bảo liễu lão sư nàng như vậy làm sao sống được ở học viện. Được, chương 572, lần thứ hai hẹn đấu thượng hai thấy mấy hài tử này ép buộc đối với lão sư hắn, Trương Huyền càng phiền muộn hơn. So tài ngày hôm nay xem như không phân thắng bại, tất cả đều trở về đi. Những chuyện khác cũng không thấy các ngươi để ý như vậy. Nếu học sinh của mình, thừa nhận mình không bằng mình. Chuyện gì thế này? Không phân thắng bại. Dựa vào cái gì tính là không phân thắng bại. Không nghe lời này còn tốt. Vừa nghe, đám người trịnh dương liền muốn bùng nổ ngay cả triệu nhã sắc mặt cũng trầm xuống. Ra mắt không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Rõ ràng thua, không thực hiện lời đánh cực ngược lại cũng thôi, lại còn mặt dày nói không phân thắng bại. Vốn đang cảm thấy vị liếu lão sư này giảng bài tốt, được cho là thiên tài, hiện tại thiên tài cái lông. Làm gì có thiên tài thua không thừa nhận. Làm gì có được thiên tài giả vờ giả vịt, ở chỗ này lấy thân phận sư trưởng nói chuyện. Ta biết ngươi là ai sao? Ở chỗ này giả vờ, giả vờ cái lông A. À. Quả thực không biết xấu hổ đến cực điểm. Triệu nhã không thắng, một tuyết tình cũng không có thua. Không tính là không phân thắng bại, tính cái gì. Đều trở về đi, đừng ở chỗ này hồ đồ. Bằng không, ta nói với lão sư các ngươi, để cho hắn cố gắng dạy dỗ một trận. Trương Huyền xua tay. Không tuyên bố không phân thắng bại, cũng không có cách nào. Nói triệu nhã thắng lợi, đó chính là nói liễu trình mình ngụy trang này không bằng trương huyền. Sau này thân phận vạch trần, không phải mất hết mặt mũi sao. Nói một tuyết tình thắng lợi, vậy đại biểu, trương huyền không bằng liễu lão sư. Hiệu quả cung cấp, chuyện gì thế này? Bất kể nói thế nào, bị tổn thương cũng là hắn. Cùng với phiền toái như vậy, còn không bằng đừng nói nhảm, trước đuổi đám hài tử này về rồi lại nói sau. Ngươi! không vừa nghĩ tới liễu lão sư này vô sỉ không biết xấu hổ như vậy thua không thừa nhận còn quang minh chính đại như vậy đám người triệu nhã đều cảm thấy tức muốn nổ phổi liễu lão sư làm vậy có chút không ổn đám người tạ viện trưởng cũng không nhịn được lắc đầu hắn lại không nên xuất hiện học sinh tranh đấu với nhau hắn là một lão sư dính vào làm cái gì một trưởng lão hừ nói nói là như vậy nhưng nếu như quả thật không ngoài tay một tuyết tình nhất định sẽ bị thương. Thân là lão sư, dù sao cũng không có khả năng trơ mắt nhìn nàng bị thương, lại không đi ngăn cản. Tạ viện trưởng nói, điều này ngược lại cũng đúng. Mọi người gật đầu, thân là lão sư, có trách nhiệm giảng dạy, cũng có nghĩa vụ bảo vệ học sinh của mình không bị tổn thương. Không nói vị liếu lão sư này, đổi lại là bọn họ, để cho học sinh của mình bị người đánh tổn thương, khẳng định bọn họ cũng làm không được. Hiện tại học viện cũng rất khó xử, giúp Liễu lão sư nhất định khiến cho Trương sư bất mãn, giúp Trương sư, Liễu lão sư khẳng định cũng sẽ mất hứng. Bất kể nói thế nào, hắn cũng không phải là lão sư bình thường, mà là hội trưởng của nghiệp đoàn y sư. Một mực không ra tay, hai bên khẳng định đều sẽ tức giận. Dù sao, các nàng so đấu, chúng ta không những không ngăn cản, còn mặc cho bọn họ tự do. Tạ viện trưởng xoa xoa mi tâm, cảm thấy đau đầu vô cùng mới vừa rồi vẻ mặt còn hưng phấn, bất kể hai nữ hài này ai thắng, thiên vũ học viện đều sẽ có danh tiếng vang xa, thu được ngư ông đắc lợi. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới sẽ tiến triển đến bước này. Cái này thì hay rồi, toàn bộ học viện đều có phần không biết làm sao. Thật sự không được, viện trưởng, ngài đứng ra, mời trương sư và liễu lão sư ngồi chung một chỗ, làm quen một chút. Đều là thiên tài, có thể sẽ tỉnh táo luyến tiếc lẫn nhau, bội phục lẫn nhau. Một trưởng lão đưa ra ý kiến, Tạ viện trưởng do dự. Như vậy là hay nhất, nhưng Trương sư hiện tại đang sát hạch danh sư Nhị Tinh, không ở Vương thành. Một khi biết được mâu thuẫn, không muốn qua, vậy phải làm thế nào? Lại một một trưởng lão nói, Mời ngồi chung một chỗ là có thể hóa giải mâu thuẫn, nhưng cần phải mời được đương sự đi theo mới được, nếu lão sư thân là lão sư của học viện sẽ đơn giản chút. Nhưng Trương sư là danh sư Nhị Tinh, nếu chẳng may hắn không tới, nói nhiều hơn nữa cũng chỉ uổng công. Thôi đi, chỉ có thể để ta mặt dày đi mời. Ta là danh sư nhất tinh, bất kể nói thế nào, Trương sư chắc hẳn cũng sẽ cho chút thể diện. Do so dự một chút, Tạ viện trưởng lắc đầu, nói tiếp. "Còn nữa, chuẩn bị cho ta mấy tấm vé học viện. Ta muốn tặng cho mấy học sinh của Trương sư, sau này bọn họ muốn đến học viện, có thể tiến vào bất cứ lúc nào. Muốn sách, hoặc cần tài nguyên gì, cũng không cần ngăn cản. Vâng, một trưởng lão gật đầu. Phía dưới đài so đấu vốn có mạc vũ công chúa đang chờ. Nàng cũng hoàn toàn bối rối. Nàng vốn tưởng rằng hai nhóm học sinh thân phận khác nhau của trương huyền so đấu, khẳng định tương đối thú vị. Dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới, ẩm ý thành như vậy. Đến lúc này, trương huyền thật sự quá lung túng. Không quan tâm để cho phía nào giành thắng lợi, đối với danh dự của hắn đều có tổn hại, biến thành thế cưỡi trên lưng cọp. Phải ngăn cản. Nghĩ vậy, nàng không nhịn được đẩy đoàn người ra, đi tới. Triệu Nhã Trịnh Dương. Mạc Sư. Đám người Triệu Nhã đang ở trong cơn giận dữ, nhưng vẫn lập tức nhận ra được vị công chúa này. Lão Sư đối với nàng có nửa nghĩa sư đồ, được xem là đồng môn. Trước đây, thời điểm Lão Sư sát hạch danh sư, ở danh sư đường bọn họ đã gặp được. Nếu không, các người đi về trước đi nếu như trương sư biết các ngươi ở chỗ này cùng người của thiên vũ học viện ẩm ý lên, khẳng định cũng sẽ mất hứng. Mạc Vũ gật đầu, mở miệng khuyên can. Nếu không phải nàng có tư tâm, Trương Huyền sớm biết rằng chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ không phiền toái như vậy. chương 573, lần hẹn đấu thứ hai, hạ một. Nghe nói như thế, đám người triệu nhã nhìn nhau, thoáng hiện ra vẻ do dự. Bọn họ tiếp xúc với Trương Sư trong thời gian không lâu, cũng biết hắn luôn luôn không thích phiền phức. Nếu như biết đám người mình chạy đến thiên vũ học viện đại náo, thậm chí cùng một lão sư thiếu chút nữa trở mặt, sợ rằng thật sự sẽ mất hứng. Nhưng cứ như vậy rời đi, bọn họ làm sao có khả năng nuốt được lửa giận trong lòng. Mạc sư, người là danh sư, cũng cho chúng ta nói một lời công bằng giúp chúng ta. Vừa rồi so tài, nếu như không phải hắn nhúng tay vào, một tuyết tình phải thua không thể nghi ngờ. Thua không thừa nhận ngược lại cũng thôi, lại còn nói không phân thắng bại. Trịnh Dương tức giận mở miệng. Được rồi, bất kể nói thế nào liễu lão sư cũng là lão sư, chưa cho hắn một chút mặt mũi. Về phần trương sư bên kia, ta sẽ thay các ngươi giải thích. Hắn sẽ không tức giận cũng sẽ không trách tội các ngươi. Thấy hắn còn nói không ngừng, Mạc Vũ rất sợ hắn nói tiếp, càng khiến cho mọi việc khó có thể kết thúc, vội vàng truyền âm. Làm phiền Mạc Sư, Trịnh Dương vẫn muốn nói tiếp, bị triệu nhã cắt ngang. Ừ, Mạc Vũ gật đầu. Triệu Nhã xoay người nhìn về phía Trương Huyền, mở miệng. Liễu lão sư, gọi ngươi một tiếng lão sư, là nể mặt thiên vũ học viện. Nếu ngày hôm nay ngươi nói không phân thắng bại, vậy xem như là không phân thắng bại. Chỉ có điều, một tuyết tình, ba ngày sau, ta vẫn khiêu chiến với nàng. Nàng có dám nhận hay không? Thế nào lại không dám? Một tuyết tình cắn răng. Vậy là tốt rồi, hy vọng ba ngày sau so tài, liễu lão sư lại không nên nhúng tay nữa. Ta cũng hy vọng người thua, sẽ không lại không thừa nhận nữa. Triệu nhã vùng ống tay áo, nhìn Mạc Vũ ôm quyền, nói. Mạc sư, từ biệt. Nói xong, nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương Huyền, sau đó dẫn theo mọi người xoay người đi ra ngoài. Ách! Trương Huyền không nghĩ tới mình đã chạy tới ngăn cản, không những không thành công, còn để cho các nàng hẹn trận thứ ba. Mấu chốt nhất, còn bị học sinh của mình ghi hận hắn xoa xoa mi tâm vẻ mặt đau khổ gượng ép chuyện gì thế này đúng là nàng cũng bị thương cũng quá gài bẫy đi trước đó vì sao nàng không nhắc nhở ta hắn đầy phiền muộn quay đầu lại nhìn về phía mạc vũ ta mạc vũ sắc mặt đỏ lên nàng vốn có nghĩ hai học sinh đùa giỡn không ảnh hưởng tới toàn cục nhưng không ngờ được bầu không khí lại xấu hổ như vậy nàng đang không biết trả lời như thế nào linh cơ thoáng động truyền âm qua thật ra như vậy cũng tốt có cạnh tranh hai nhóm học sinh của ngươi cũng sẽ cố gắng tu luyện ngươi xem triệu nhã và mộc tuyết tình tiến bước nhanh bao nhiêu nàng nói như vậy chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh xấu hổ trương huyền nghe được vào trong tai lại là sửng sốt khoan hãy nói hai người có cạnh tranh quả thật liều mạng tu luyện tiến bước cũng rất lớn mình truyền thụ kiếm pháp đao pháp mặc dù là bản rút gọn thích hợp cho các nàng tu luyện hơn, nhưng muốn hoàn toàn nắm giữ, lĩnh ngộ xuất ra kiếm ý, đao ý, không 10 ngày nửa tháng rất khó làm được. Nhưng trong thời gian hơn 2 ngày ngắn ngủi, bọn họ đều hoàn thành. Đủ thấy mức độ khắc khổ của hai người. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, trải qua loại so tài này, mức độ mục tuyết tình tín nhiệm hắn càng nhanh tăng. Được rồi, cứ như vậy đi, ngàn vạn lần đừng để lộ thân phận của ta. Nàng có chút do dự, không thể làm gì khác hơn là không nói thêm nữa chuyện đã như vậy chính là ván đã đóng thuyền nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là vô ích dù sao nàng cũng không khả năng đi nói khắp nơi liễu trình chính là trương huyền các ngươi là sư huynh đệ đồng môn thật sự nói như vậy sát hạch danh sư nhị tinh chỉ sợ cũng không cần tiếp tục tiến hành gần như lại hủy bỏ lão sư xin lỗi mục tuyết tình đi tới trước mặt vẻ mặt xấu hổ trương huyền lắc đầu đang muốn an ủi một câu, lại thấy trong đoàn người lập tức bị đẩy ra. Một lão nhân vội vã chạy tới. Tiền bối vừa rồi thi triển đao ý ở nơi nào, vẫn mong thu ta làm học sinh. Tại Hạ Bạch Hâm, lý giải đối với đao pháp đã rất sâu, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ danh tiếng của lão sư. Trương Huyền, Mộc Tuyết Tình Mạc Vũ Mọi người Đáng giận, đáng giận. Trên đường đi trở về phủ đệ, Đám người Trịnh Dương sắc mặt mỗi người đều xanh cả lại, thâm trầm đáng sợ. Nhớ tới sắc mặt đáng giận của Liễu lão sư kia, bọn họ đã cảm thấy lửa giận thiêu đốt. "Triệu Nhã, nàng làm gì lại ngăn cản ta? Nói thật, nếu không phải vì nàng lôi kéo, ta cũng muốn lên sư đài chiến." Trịnh Dương hừ nói. "Sư đài chiến? Vị Liễu lão sư này chỉ tiện tay, một ngón đã phá vỡ trường kiếm của ta, đối với nắm chặt thời cơ đã lên đến đỉnh phong, năng lực quan sát mạnh mẽ." sợ rằng không kém trương sư cho dù tu vi có giảm thấp xuống chúng ta cũng tuyệt đối không phải là đối thủ triệu nhã lắc đầu cho dù không phải là đối thủ lại như thế nào hắn làm vậy rõ ràng là khi dễ người che chở cho học sinh của mình thua không thừa nhận ta vẫn là lần đầu tiên thấy lão sư không biết xấu hổ như vậy cho dù đánh không thắng cũng quyết không để cho hắn đẹp mặt trịnh dương cắn răng trịnh dương nói không sai cũng tại thực lực của ta không tốt, nếu thực lực mạnh, khẳng định sẽ dạy dỗ một trận, khiến cho hắn đẹp mặt. Viên đào ở một bên thổi gió, không chê chuyện lớn. Được, vị liếu lão sư này tuy rằng vô sỉ, nhưng quả thật cũng có bản lĩnh. Lần này nếu không phải thể chất của ta cường hãn, sư tổ lại truyền thụ kiếm pháp, người thua nhất định là ta. Việc cấp bách, không phải ở chỗ này chửi bới, mà là nghĩ biện pháp nâng cao thực lực. Nếu không ba ngày sau thua, người khó chịu chính là chúng ta. Triệu nhã cắt ngang lời hai người bàn luận. Điều này thật ra cũng đúng. Mấy người gật đầu. Loại tình huống vừa rồi, hẹn chiến là tất nhiên. Nếu không, đối phương khẳng định cho rằng đám người mình dễ khi dễ, danh dự của trương sư, bị xem thường. Nhưng thời gian ba ngày ngắn ngủi, để mộc tuyết tình kia trưởng thành đến mức triệu nhã thiếu chút nữa đánh không lại, đủ thấy năng lực của vị liễu lão sư này, quả thật đáng sợ. chương 574, lần hẹn đấu thứ hai, hạ hai. Hiện tại trương sư không ở đây, ba ngày sau so tài, nếu như triệu nhã thua, nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là vô ích. Trương sư không ở đây, chúng ta chỉ có thể khẩn cầu sư tổ, hy vọng hắn có thể chỉ điểm giúp một chút. Mấy ngày tới các ngươi cũng phải cố gắng tu luyện, vạn nhất đối phương lại thua không thừa nhận, cùng lắm thì chúng ta lại khiêu chiến sư đài chiến đấu, ẩm ý một trận long trời lở đất. Tay Ngọc Phung, hai mắt triệu nhã tỏa sáng, lộ ra tư thế oai hùng hiên ngang trước đây nghe được người khác bàn luận lục tầm không bằng trương lão sư đã trực tiếp chạy tới tìm phiền toái đủ thấy nàng cũng một người không sợ chuyện đối phương một lần vô xỉ ngược lại cũng thôi hai lần vô xỉ vậy đừng trách bọn họ không nể tình ở thiên huyền vương quốc lục tầm lão sư còn có thể đánh hiện tại chỉ là một liếu lão sư mà thôi cùng lắm thì liên thủ đánh một trận cũng không có gì được ta chờ chính là những lời này trịnh dương gật đầu nhìn về phía đám người vương dĩnh viên đào thế nào nếu như liễu lão sư này vẫn vô sỉ như vậy có dám làm ầm ý lớn chuyện hay không có gì không dám liễu lão sư cái gì xử hắn là được viên đào rít gào ta cũng sẽ không sợ hãi lưu dương gật đầu tính ta một người ánh mắt vương dĩnh cũng kiên định vậy là tốt rồi cứ quyết định như vậy đi mấy người thương nghị xong cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều đi nhanh về phía phủ đệ. Vừa tới đến cửa viện, bọn họ liền nhìn thấy có hai bóng người đứng ở bên ngoài. Làm phiền hai vị đi vào bẩm báo, nói ta là người quen cô ở Hồng Liên Thành, đặc biệt tới bái kiến Bạch Y sư. Một người trong đó dáng vẻ như quản gia, đứng ở trước mặt hộ vệ, nói: "Vâng, nghe được là người quen cũ của Bạch Y sư, hộ vệ có chút do dự, đi về phía trong. Thời gian không lâu, chỉ thấy Bạch Y sư theo ở phía sau đi ra. Bạch Y Sư, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy được Bạch Thiềm, vẻ mặt hai người hưng phấn. Ngược lại vẻ mặt Bạch Thiềm mê man. Hai vị là... a, à, thấy hắn không nhận ra mình, hai người cảm thấy kỳ quái một hồi. Người dáng vẻ giống như quản gia không nhịn được nói. Bạch Y Sư, ta là lộ quản gia. Vị này chính là lão gia nhà chúng ta Đại Dược Vương. Người thế nào? Hai người này, chính là Đại Dược Vương và lộ quản gia ở Hồng Liên Thành. Chuyện độc điện đã được dẹp yên, đại dược vương làm bằng hiếu của đặc sứ, sư thúc tổ, nhận được coi trọng lớn hơn nữa, lại không ai dám cho hắn ăn khế ước cổ. Người khác không biết đặc sứ, sư thúc tổ, là ai, nhưng đại dược vương lại biết rõ ràng, chính là vị bạch thiểm y sư thiên vũ vương thành này. Lần này, vừa vặn vương thành có giao dịch dược liệu, hắn lại dẫn lộ quản ra tới, nhân cơ hội thăm hỏi, làm tốt quan hệ. Bạch thiểm làm danh nhân trong vương thành, hiện tại càng leo lên trương huyền danh sư. Hỏi thăm nơi ở vẫn rất đơn giản, thời gian không lâu bọn họ liền tìm đến được đây. Chỉ là, khuôn mặt không đổi, thế nào bạch y sư lại không biết hai người mình. Đại Dược Vương, bạch thiềm nhất thời run rẩy Hắn sở dĩ ở vương thành lăn lộn có uy tín danh dự, cũng bởi vì trương sư mượn dung mạo của hắn, chữa trị cho Đại Dược Vương. Không nghĩ tới bản thân người này tự nhiên lại tới đây. Đại Dược Vương, thật ra người trước đây cứu chữa cho ngài cũng không phải ta mà là trương sư chuyện là thế này hắn không dám giấu giếm nói kỹ càng tỉ mỉ mọi chuyện một lần hóa ra là trương sư không biết hiện tại hắn ở nơi nào lại có thời gian rảnh để cho chúng ta bái kiến hay không nghe được lại là loại tình huống này đại dược phương lộ quản gia đều sửng sốt tùy tiện nói đặc biệt là đại dược phương hắn từng tận mắt nhìn thấy trương huyền thay đổi diện mạo rất nhanh liền tin tưởng. Trương sư đang sát hạch danh sư nhị tinh, không ở trong phủ đệ. Bạch thiềm giải thích một câu, đang muốn nói tiếp, đột nhiên nhìn thấy được đám người triệu nhã đi tới. Hắn vội vàng giới thiệu. Mấy vị này chính là cao độ của trương sư. Nếu như hai vị muốn chuyển lời cho trương sư cái gì, nói với bọn họ là được. Học sinh của trương sư. Đại Dược Vương và Lộ Quản gia vội vàng ôm quyền. Trương Sư lại là đặc sứ sư thúc tổ, bối phận cực cao. Cho dù học sinh của hắn tuổi không lớn lắm, hai người cũng không dám chậm trễ. Đại Dược Vương, nghe giới thiệu xong, tất cả đám người Triệu Nhã đều nhất thời kinh sợ. Đại Dược Vương của Hồng Liên thành sao? Trên đường tới Thiên Vũ Vương quốc, bọn họ đã nghe Lưu sư giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ, biết địa vị và quyền thế của vị Đại Dược Vương này. Không nghĩ đến người này đối với lão sư cung kính như thế. Lão sư ra khỏi thành thí luyện, Đại khái cần năm, sáu ngày mới có thể trở về. Không biết đại dược vương có chuyện gì, có thể chuyển cáo với chúng ta. Khi nào lão sư trở về, chúng ta lại nói cho hắn biết một tiếng. Triệu Nhã nói: A, à, không có chuyện gì, chính là vừa vặn đi ngang qua thiên vũ vương thành, tới bái phỏng một chút. Nghe trương huyền không ở đây, đại dược vương có chút thất vọng. Nếu trương sư không ở đây, chúng ta liền cáo từ. Tạm thời không vội viên đào vội vàng tiến lên, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn qua. Ta nghe nói, ngài và độc điện có quan hệ mật thiết, có phải trong tay cũng có một chút độc dược hay không? Cái này, đại dược phương không nghĩ tới hắn hỏi trực tiếp như vậy, xấu hổ cười. Đúng là có một chút. Như vậy, có loại có thể khiến cho cường giả thông huyền cảnh chịu đau khổ, lại không mất mạng hay không? Ta muốn mua một ít. Ánh mắt viên đào nhất thời sáng lên khiến cho cường giả thông huyền cảnh chịu khổ lại không mất mạng đại dược phương không biết hắn cần thứ này làm gì nên có chút do so dự nhưng lại lập tức gật đầu quả thật có nếu như ngươi muốn dùng cho ngươi là được không cần phiền phức chỉ có điều phải cẩn thận thứ này dược lực cực lớn cho dù cường giả tông sư không cẩn thận dùng cũng sẽ bị thua thiệt nói xong cổ tay hắn lật một cái một cái bình ngọc xuất hiện ở trong lòng bàn tay chương 575, Mộc Đan Sư 1. Quá tốt! Viên đào hưng phấn cười hắc hắc, vội vàng tiếp nhận, cất vào trong người. Chúng ta lại cáo từ trước. Trương sư không có ở đây, tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, đại dược phương cùng lộ quản ra xoay người rời khỏi đó. Hai người vừa đi, đám người trịnh dương lại nhìn về phía viên đào. Người chuẩn bị thuốc này làm gì? Đồ của độc điện vô cùng khủng khiếp, ai cũng không muốn dính vào, viên đào thì hay rồi, trực tiếp muốn một lọ, thật không biết hắn suy nghĩ điều gì. Tuy rằng ba ngày sau triệu nhã sẽ cùng một tuyết tình kia tiếp tục so tài. Nhưng liễu lão sư kia, ta càng nghĩ càng giận, không trả thù một chút, thật sự nuốt không trôi. Xanh mắt viên đào lóe lên. Ý của ngươi là, muốn dùng độc dược này, khiến cho hắn chịu chút vị đắng. Ánh mắt trịnh dương cũng nhất thời sáng lên. Không sai, một ngón tay đánh gãy trường kiếm của triệu nhã, còn đuổi chúng ta đi giả vờ giả vịt cái gì biểu hiện thực lực sao ta lại ghét loại giả vờ giả vịt này viên đào nghiến răng nghiến lợi hắn là một cô nhi từ nhỏ lại không sợ trời không sợ đất bây giờ đối với liễu lão sư này căm thù đến tận xương tủy tất nhiên muốn hãm hại một chút cho dù hãm hại không cũng phải khiến người đó khó chịu hắc hắc cái này ta thích đến lúc đó gọi ta trịnh dương nở nụ cười Nhìn thấy được âm mưu quỷ kế của hai người, Triệu Nhã không nhịn được lắc đầu. Tuy rằng đối với loại chuyện như vậy nàng không đồng ý, chỉ có điều lại không phản đối. Thế giới tu luyện, nếu như người người đều nhân từ, cũng không đến mức cạnh tranh kịch liệt như vậy. Trương Huyền không biết mấy học sinh của mình đang bực bội nghĩ biện pháp hại chết hắn. Lúc này, hắn đang ngồi ở trong phòng học, nhìn Bạch trưởng lão càn quấy trước mắt bất đắc dĩ một hồi. Người này xông tới, lại muốn bái sư làm cho hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Người nói người một trưởng lão nổi danh của học viện, bái sư thì bái sư, lại bái học cho ta, còn lý lẽ ngay thẳng như vậy. Tính là cái gì? Bạch trưởng lão, ta thật sự không thể làm lão sư của ngươi. Đao pháp là do lão sư sáng chế, không được hắn đồng ý, ta không thể truyền ra ngoài, xin hãy tha lỗi. Phí cả buổi, mới nói cho bạch trưởng lão rời khỏi đó, một tuyết tình đi tới trước mặt trương huyền, sắc mặt đỏ lên lão sư học sinh khiến cho lão sư mất mặt so tài cũng đã kết thúc dầu dĩ cũng vô dụng trương huyền lắc đầu tuy rằng bị hai nhóm học sinh gài bẫy khiến cho hắn vô cùng bị động trên thực tế cẩn thận mà nói đối phương cũng là vì giúp hắn tranh vinh dự làm cũng không có sai chỉ có điều sai lại sai ở chỗ hai nhóm người này gặp phải nhau mỗi bên còn không nhường vẫn mong lão sư chỉ điểm khiến cho ta nâng cao thực lực thấy lão sư không trách tội mục tuyết tình càng xấu hổ nàng quỳ xuống đất trong mắt mang theo vẻ kiên định nâng cao thực lực ừ mục tuyết tình gật đầu lĩnh ngộ đao ý đao phát tiện tay của nàng cũng là chiêu số so với bạch trưởng lão còn mạnh mẽ hơn về phương diện võ kỹ đã không có gì có thể dạy nữa muốn nhanh chóng nâng cao lực chiến đấu chỉ có một biện pháp đó chính là nâng cao tu vi trầm tư một lát trương huyền nói muốn tăng lực chiến đấu có hai phương diện đầu tiên nâng cao tu vi thứ hai tu luyện võ kỹ lợi hại tu luyện đao pháp thiên đạo lĩnh ngộ đao ý mục tuyết tình đối với khống chế võ kỹ đã đạt được cảnh giới nhất định còn muốn tăng cao chỉ có thể là loại thứ nhất nâng cao thực lực sắc mặt mục tuyết tình giống như trái mướp đắng nếu như tu vi dễ nâng cao cũng không đến mức cao thủ ít như vậy đặc biệt là đạt được ích huyệt cảnh mỗi một huyệt đạo cần phải cẩn thận lục lọi, sau đó mới có khả năng mở ra. Mỗi lần tăng một huyệt đạo, đều cần tốn mấy tháng. Ba ngày, chắc hẳn là mức độ tăng cường không lớn. Đổi lại thành người khác, thời gian ba ngày quả thật mức độ tăng cường không lớn, nàng lại khác. Nhìn ra được nỗi phiền muộn của nàng, Trương Huyền mỉm cười. Nàng từ nhỏ đã dùng đan dược, trong cơ thể có đan độc, trên thực tế cũng có không ít dược lực còn lưu lại, tích trữ lại. Nếu như có thể kích hoạt những dược lực này, lại phối hợp với phương pháp đặc biệt, lực lượng tăng mạnh trong thời gian ngắn, không phải là vấn đề hóc búa. Trương Huyền nói, sở dĩ hắn nói muốn giúp nàng nâng cao thực lực, tất nhiên là đã nghĩ xong. Mục tuyết tình từ nhỏ đã dùng đan dược, đan độc bảo tồn ở bên trong thân thể, cũng có nhiều dược lực tích lũy, giống như mỡ, không có cách nào hóa giải. Nếu như có thể kích hoạt những dược lực này, tu vi tất nhiên có thể nhanh chóng nâng cao. Điều này, lão sư, có thể làm được sao mục tuyết tình sửng sốt lão sư nói đơn giản nhưng nàng xuất thân luyện đan sư thế ra nàng biết độ khó trong đó đừng nói là nàng cho dù phụ thân nàng thậm chí hội trưởng nghiệp đoàn luyện đan sư cũng làm không được dược lực của đan dược hung bạo mạnh mẽ thuộc về vật đại bổ thật giống như thịt béo cơ thể người hấp thu năng lực chung quy có một hạn chế cấp thu không được sẽ chất đống lại tình huống bình thường dựa theo tu vi tăng sớm hay muộn cũng sẽ hóa giải nhưng cần thời gian dài không mấy năm mấy chục năm cũng làm không được trong vòng ba ngày đã muốn khiến cho những dược lực tích tụ lại nhiều năm hoàn toàn tản ra đồng thời giúp đỡ mình đột phá làm sao có thể có thể chỉ có điều cần phải chuẩn bị trước vài thứ trương huyền có chút do dự những dược lực tích tụ sẽ căn cứ vào thể chất công pháp khác nhau của người tu luyện ẩn nấp ở bất kỳ một góc nào đổi lại thành những người khác tìm cũng không tìm được, tự nhiên không có cách nào kích hoạt dược hiệu tản ra. Hắn lại không giống bọn họ, thư tịch sinh ra trong thiên đạo đồ thư quán, những chỗ thiếu hụt có thể thấy được rõ ràng. Muốn tìm được, đơn giản đến cực điểm. Sau khi tìm được, lại phối hợp chân khí thiên đạo tinh thuần, là có thể dễ dàng hóa giải dược lực, biến thành năng lượng khiến cho người ta nâng cao thực lực. Đương nhiên, nhiều năng lượng như vậy một khi thả ra ngoài, sẽ cuồng bạo giống như xả lũ. Đổi lại thành lộ trùng, hoàn toàn không cần lo lắng, khẳng định có thể vượt qua. Nhưng vị mục tuyết tình này lại chưa chắc. chương 576, Mục Đan Sư 2 Nàng sinh ra tốt, tu luyện cũng không khắc khổ. Một khi không chịu nổi, trọng thương không có cách nào khôi phục là chuyện nhỏ, chủ yếu nhất sẽ lãng phí cơ hội lần này. Cho nên, phải chuẩn bị trước một chút, tốt nhất là có nước thuốc hộ thể. Nàng điều chỉnh trạng thái trước, không cần rời khỏi đây. Ta đi thăm nghiệp đoàn luyện đan sư suy nghĩ một chút, Trương Huyền phân phó. Loại nước thuốc này, giống như nước dưỡng thể trước đây hắn chuẩn bị cho Vương Dĩnh, chỉ có nghiệp đoàn luyện đan sư mới có. Nghiệp đoàn luyện đan sư, lão sư, nếu không ta đi với lão sư, phụ thân ta phụ thân là luyện đan sư nhị tinh đỉnh phong của nghiệp đoàn. Có nhu cầu gì, hắn nhất định sẽ tận lực giúp đỡ. Mục tuyết tình vội hỏi. Được, thoáng sừng sốt một chút, Trương Huyền gật đầu hiện tại liễu trình này của hắn là ngụy trang, tất nhiên không thể lấy ra thân phận luyện đan sư. Có luyện đan sư hỗ trợ, có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Thông báo đám người mạnh đào tu luyện, lại kiểm tra tiến độ tu luyện của lộ trùng một lần, thấy không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, Trương Huyền dẫn theo một tuyết tình đi về phía nghiệp đoàn luyện đan sư. Không thể không nói, lộ trùng này trên phương diện tu luyện quả thật đủ ngoan độc. Hắn đã tu luyện tròn ba lần, thừa nhận thống khổ vô cùng lớn, thành quả cũng đặc biệt rõ rệt thời khắc này thực lực của hắn cho dù so sánh với thông huyền cảnh sơ kỳ cũng hoàn toàn không yếu hơn xem ra kiên chỉ vài lần nữa chiến thắng thông huyền cảnh đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian hai người một đường đi về phía trước nghiệp đoàn cách học viện không tính là quá xa ước chừng nửa canh giờ hai người lại đi đến phía trước nghiệp đoàn luyện đan sư của thiên vũ vương quốc so với thiên huyền vương quốc khí thế hơn rất nhiều cũng to hơn rất nhiều vừa nhìn đã biết Mộc Tuyết Tình thường xuyên đến nơi đây, quen việc dễ làm. Thời gian không lâu nàng liền tìm được phụ thân Mộc Đan Sư. Cảm ơn Liễu hội trưởng giúp tiểu nữ giải quyết tai họa ngầm đan độc. Nghe nói Liễu lão sư đi tới, Mộc Đan Sư liền chờ không được, nhất thời tiến lên đón. Mặc dù hắn là luyện đan sư nhị tinh, nhưng đối phương lại là hội trưởng của nghiệp đoàn y sư, còn giúp cho nữ nhi giải quyết phiền toái lớn, truyền thụ võ kỹ lợi hại. Bởi vậy, ở trước mặt đối phương, hắn hoàn toàn không dám giả vờ cao quý tiểu nữ vừa nói tình hình với ta liễu lão sư muốn giúp nàng kích thích dược lực bảo tồn bên trong cơ thể cần ta làm cái gì cứ phân phó là được hàn huyên vài câu mộc đan sư mở miệng vừa rồi nữ nhi tìm hắn nói ra quyết định này của vị liễu lão sư khiến cho hắn đến bây giờ cũng cảm thấy không thể tin được làm luyện đan sư nhị tinh hắn biết độ khó của chuyện này đổi lại thành người khác nói như vậy khẳng định hắn sẽ cho rằng là người đó khoác lác. Nhưng vị trước mắt này, lại là tồn tại ngay cả đan độc cũng có thể giải quyết. Có lẽ thật sự có thể làm được chuyện ngay cả hội trưởng cũng làm không được. Ta cần một phần nước thuốc cố bản bồi nguyên, cấp bậc càng cao càng tốt. Trương Huyền có chút do dự. Mặt khác, còn muốn xem tàng thư khố của nghiệp đoàn các ngươi. Mong rằng ngươi giàn xếp giúp một chút. Nước thuốc cố bản bồi nguyên có thể bảo vệ thân thể, không bị tổn thương quá lớn, kích hoạt dược lực như vậy, cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Về phần đi tàng thư khố. Thứ nhất, phong phú kiến thức luyện đan của mình. Thứ hai, hắn cũng muốn tìm phương pháp giúp triệu nhã thăng cấp tu vi. Nếu hai bên lại hẹn đấu, hắn cũng không thể chỉ giúp một bên nâng cao, lại không giúp một người khác. Trong cơ thể triệu nhã mặc dù không có quá nhiều dược lực trồng chất, lại là thể chất thuần âm. Trước đó phá âm đan chỉ giúp nàng kích hoạt 10% mà thôi. Nếu như có thể kích hoạt đến 20%, thực lực tất nhiên có thể lại tăng trên diện rộng. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là có thể được phương pháp tới nâng cao thể chất. Trước đó, ở thiên nghiệp đoàn luyện đan sư Huyền Vương quốc, hắn tìm được phương pháp sử dụng phá âm đan. Có thể nghiệp đoàn này cũng có miêu tả cùng loại. Nước thuốc ta đi tìm, cái này đơn giản, về phần đi tàng thư khố, dựa theo đạo lý bình thường, không phải luyện đan sư chính thức thì không có tư cách tiến vào. Chỉ có điều Liễu hội trưởng là y sư lợi hại. Y sư cùng luyện đan sư, có điểm chung, ngài lại giúp nữ nhi của ta kích hoạt dược lực, ta đi xin hội trưởng một chút, có lẽ có thể giàn xếp được. Có chút do dự, Mộc đan sư nói. Tình huống bình thường, tàng thư khố của nghiệp đoàn chỉ cung cấp cho người chức nghiệp đặc biệt. Người ngoài không có tư cách vào. Chỉ có điều, vị trước mắt này là hội trưởng của nghiệp đoàn y sư, còn là lão sư của nữ nhi. Cho dù trái với lệ thường, hắn cũng phải nghĩ biện pháp hỗ trợ. Ừ, Trương Huyền gật đầu. Một đan sư lui ra ngoài, thời gian không lâu đã đi về. Hội trưởng đã đáp ứng. Làm phiền. Sau khi căn dặn một tuyết tình điều chỉnh trạng thái, Trương Huyền gật đầu, ở dưới sự hướng dẫn của một đan sư, đi nhanh về phía tảng thư khố. Một gian phòng học của Thiên Vũ Học Viện. Tôn thừa lão sư, viện trưởng tìm ngươi. Một lão sư đẩy cửa đi đến. Ta, Tôn lão sư nghi ngờ. Đúng vậy, hình như là chuyện có liên quan tới liễu trình lão sư. Vị lão sư này nói. Hắn đã xảy ra chuyện gì? Tôn lão sư sửng sốt. Người không phải không biết. Nhìn vẻ mặt hắn mê man, vị vẻ mặt lão sư này bất đắc dĩ. Bên ngoài huyên náo lớn như vậy, cũng lại có người này bình tĩnh, còn ở nơi này an tâm lên lớp. Học sinh của liễu lão sư và học sinh của trương huyền danh sư đánh nhau. Ngươi và Liễu lão sư cùng nhau tiến tới học viện, hai bên quen thuộc. Viện trưởng có khả năng tìm ngươi muốn thương nghị chuyện này. Vị lão sư này nói, "Liễu lão sư, Trương Huyền danh sư." Tôn lão sư ngây ra như phỗng. Nếu như Trương Huyền ở nơi này, khẳng định có thể nhận ra, vị Tôn thừa lão sư này chính là thiên tài tuyệt thế cùng hắn tiến hành sát hạch danh sư nhị tinh. Mạc Hoàng Nhất. Chương 577, Tường phương pháp luyện đan 1 rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Mạc Hoàng Nhất sắp phát điên rồi. Liễu Lão Sư, Trương Huyền Danh Sư, mẹ nó, đây không phải là cùng một người sao. Học sinh của bọn họ đánh nhau, tình huống thế nào? Ngươi à, thật đúng là chăm chỉ. Thấy hắn hoàn toàn không hay biết chuyện này, vị lão sư này không nhịn được phổ cập tri thức. Trong mấy học sinh của Trương Huyền Danh Sư, có một người hình như gọi là Triệu Nhã, cùng một tuyết tình, học sinh của Liễu Lão Sư không biết gì nguyên nhân tranh cãi với nhau, đã đánh nhau một lần. Ngày hôm nay đánh trận thứ hai. Rất nhanh hắn nói ra một lượt chuyện mình biết được. Nghe rõ chuyện gì xảy ra, vẻ mặt mạc hoàng nhất nhất thời cổ quái, muốn cười lại không dám bật cười. Học sinh của thân phận ngụy Trang và học sinh của mình đánh nhau, hơn nữa còn ác liệt như vậy, có tư thế không chết không dừng. Chắc hẳn lúc này, trong lòng Trương Huyền cũng muốn suy sụp. Viện trưởng tìm ta qua, có ý gì? Hắn không nhịn được hỏi. Ý của viện trưởng rất đơn giản, hắn muốn làm người trung gian để trương sư cùng liễu lão sư gặp mặt làm quen một chút, gặp gỡ một nụ cười tiêu tan ân oán thù hận. Ngươi và liễu lão sư quen thuộc, để cho ngươi làm thuyết khách. Vị lão sư này nói, ta đi làm thuyết khách, thuyết phục liễu lão sư và trương lão sư, ngồi xuống cùng nhau nói chuyện phiếm sao. Vẻ mặt mạc hoàng nhất càng cổ quái hơn. Ngươi sẽ không nói đùa chứ, hai người này là cùng một người trương sư xuất hiện liếu lão sư lại không xuất hiện làm thế nào ngồi chung một chỗ như vậy đi trở lại nói cho viện trưởng biết chuyện này ta sẽ đi tìm liếu lão sư thương nghị các ngươi không cần để ý nữa nhịn cười mạc hoàng nhất nói ngươi không phải rất thiên tài cái gì cũng biết sao ta thật ra muốn xem thử chuyện này ngươi xử lý như thế nào lại hàn huyên một hồi mạc hoàng nhất nhấc chân đi về phía lớp học của trương huyền viên đào đi đâu vậy vì sao không gọi ta vừa ra khỏi phòng liền nghe được một giọng nói khe khẽ vang lên viên đào vội vàng xoay người hắn chỉ thấy trịnh dương cười khanh khách đứng ở cách đó không xa ta viên đào do dự được rồi ta biết ngươi là muốn đi gây sự với liễu lão sư kia chúng ta cùng nhau đi trong mắt trịnh dương xoay chuyển Ta sợ sau này lão sư biết được sẽ trách tội." Viên Đào nói, "Một mình hắn đi làm, sau đó này dù Trương sư biết được, nhiều lắm là bị đánh một trận. Hắn ra dày thịt béo, không mấy khiếp sợ, nếu như hại cả Trịnh Dương vậy thì nguy rồi. Không có việc gì, chúng ta là huynh đệ tốt, bằng hữu tốt, làm sao có thể để cho ngươi một mình chịu tiếng xấu thay cho người khác." Biết suy nghĩ của hắn, Trịnh Dương mỉm cười. "Chỉ có điều, nói thật, hai người chúng ta qua sợ rằng thật sự không được. có ý gì? rất đơn giản, muốn tính kế cho liễu lão sư kia phải lẻn vào lớp học của hắn đi, còn phải tìm ra đồ dùng đựng nước uống của hắn mới có khả năng thả thuốc vào trong. người phòng ngự vô địch nhưng tốc độ quá chậm, ta am hiểu thương pháp, thân pháp cũng không tốt lắm. trịnh dương cười nói. trừ khi vương dĩnh viên đào hiểu rõ ý tứ của hắn. không sai, gọi nàng cùng đi dựa vào thân pháp của nàng nhất định có thể thần không biết quỷ không hay hạ thuốc ở trong ấm trà của liễu lão sư kia trịnh dương nói được suy nghĩ một chút cảm thấy hắn nói không có bất kỳ vấn đề gì viên đào gật đầu vương dĩnh bên kia rất dễ nói cô nương này mặc dù có chút nhu nhược ý chí không kiên định nhưng chỉ cần bắt được mạch vẫn rất dễ dàng mê hoặc mà cái mạch này chính là chút giận cho trương sư Vị liễu lão sư này không biết xấu hổ thiên vị, vô sỉ đến cực điểm, vương dĩnh không cần nói bao nhiêu, trong lòng cũng vô cùng tức giận. Lúc này nghe nói muốn nàng hỗ trợ tính kế, do dự không bao lâu, nàng lại vui vẻ đáp ứng. Thương nghị hoàn tất, ba người lại nhân lúc bóng đêm, ra khỏi phủ đệ, lại đi về phía thiên vũ học viện. Buổi tối yên tĩnh, học sinh đi lại ở trong sân trường không nhiều lắm. Hỏi thăm một chút, bọn họ liền tìm được lớp học của liễu lão sư hình như không có ai. Đẩy cửa liếc mắt thoáng nhìn, không phát hiện có bóng người, ánh mắt mấy người nhất thời sáng lên. Vốn tưởng rằng sẽ có học sinh hoặc vị liếu lão sư kia ở đây. Không nghĩ tới phòng học chống trải. Trương Huyền và Mộc Tuyết Tình đi nghiệp đoàn luyện đan sư, những học sinh khác tu luyện xong, cũng nghỉ học rời khỏi đó. Trước đó lộ trùng vẫn luôn tu luyện ở đây, lúc này từ lâu đã kéo thân thể mệt mỏi trở lại nơi ở. Lúc này, phòng học quả thật nửa bóng người cũng không có. Bọn họ đẩy cửa đi vào, tìm một hồi, quả nhiên tìm được ấm và chén trà dành riêng cho lão sư. Chính là cái này, bỏ thuốc vào. Ba người gật đầu, viên đào lấy ra bình ngọc, đổ tất cả bột thuốc bên trong vào. Không nghĩ tới chuyện thuận lợi như vậy, bọn họ đầy hưng phấn đang muốn rời đi, liền nghe được cửa phòng học két một tiếng, bị người đẩy ra. Ba người bị dọa cho giật mình, lúc này trốn khẳng định không kịp, vội vàng quay người đi qua. Liễu lão sư các ngươi ở đây không? Một câu hỏi vang lên. Hồi bẩm lão sư, Liễu lão sư không ở đây. Nghe được câu hỏi, biết không phải là Liễu Trình, ba người thở phào nhẹ nhõm. Trịnh Dương cúi đầu xoay người. Không ở đây, chờ hắn trở về, nói tôn thừa lão sư tới chơi. Người bên ngoài nói, "Vâng." Trịnh Dương liền vội vàng gật đầu. "Ừ, người tới xoay người rời khỏi đó." đi không xa, hắn đột nhiên sửng sốt, người thiếu niên vừa rồi thế nào lại nhìn có chút quen mắt, hình như đã gặp qua ở nơi nào. chương 578, Tường Phương Pháp Luyện Đan 2 Thôi đi, suy nghĩ hồi lâu không nhớ ra được, có thể đoán hẳn cũng không phải là nhân vật quan trọng gì. Hắn không có dừng lại quá lâu, trực tiếp rời khỏi đó. Đi mau, thấy không có bị nghi ngờ, đám người trịnh dương làm sao còn dám dừng lại, vội vã rời khỏi phòng, chạy như bay thẳng về phía phủ đệ. Phù, thở phào nhẹ nhóm, Trương Huyền duỗi người. Rằng có một buổi chiều, cuối cùng đã thu thập tất cả sách trong nghiệp đoàn luyện đan sư vào trong đầu. Tiêu hao quá lớn, toàn thân hắn đầy mệt mỏi dã rời. Thân thể thuần âm, tinh thần hắn thoáng động, lập tức có hơn 10 bộ sách xuất hiện ở trước mắt. Hạ tiện tay mở ra, xem một hồi, mắt không nhịn được nhất thời sáng lên phía trên quả nhiên có ghi chép liên quan đến ở thể chất thuần âm. Hàn âm đan tứ phẩm, đối với kích hoạt thể chất thuần âm có hiệu quả cực lớn. Hàn âm đan, sau khi xem tất cả sách có liên quan tới thân thể thuần âm, hắn chỉ tìm được trên hai bộ sách có ghi chép liên quan tới kích hoạt thể chất thuần âm. Trong đó đều viết đến hàn âm đan. Hàn âm đan, đan dược tứ tinh, lấy dược liệu thuộc tính cực âm cực hàn ngưng luyện thành, vô cùng chân quý. Sử dụng thiên đạo đồ thư quán thử một chút, biết loại thuốc này quả thật có tác dụng đối với thể chất thuần âm, Trương Huyền lại bắt đầu sầu muộn. Thiên Vũ Vương quốc không có luyện đan sư tứ tinh, tất nhiên cũng không có đan dược tứ phẩm, chỉ có thể mua từ phía tổng bộ. Làm không tốt sẽ giống như lần trước ở Thiên Huyền Vương quốc, chỉ ít cần phải tiêu tốn mấy ngày. Ba ngày sau, Triệu Nhã và Mộc Tuyết Tình lại muốn luận võ. Trên phương diện thời gian khẳng định không kịp. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là đan dược tam phẩm, thiếu chút nữa khiến cho hắn táng ra bại sản. Tứ phẩm khẳng định còn đắt hơn, chắc hẳn mua cũng mua không nổi. Nếu có phương pháp luyện đan, có thể chỉ điểm người khác chế luyện. Tinh thần hắn thoáng động. Hắn không biết luyện đan, nhưng có thể chỉ điểm người khác chế luyện. Chỉ có điều, điều kiện trước tiên là phải có phương pháp luyện đan. Nếu không, trên đời này dược liệu vô số, chỉ lục loại còn không phải khiến người ta mệt chết sao? Phương pháp luyện đan Hàn Âm đan tinh thần hắn thoáng động, lục soát tất cả sách ở đồ bên trong thư quán. Rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Nghiệp đoàn luyện đan sư thiên vũ vương quốc, cất giữ nhiều sách như vậy, tự nhiên lại không có phương pháp luyện đan của đan dược này. Nghi ngờ một chút, hắn cũng lại bừng tỉnh hiểu ra. Đây là tứ đan dược phẩm, nghiệp đoàn này mạnh nhất cũng lại luyện đan sư tam phẩm, làm sao có thể có được. Không có phương pháp luyện đan, lại không có cách nào luyện đan vậy nên làm cái gì? trương huyền xoa xoa mi tâm cũng không thể giúp mục tuyết tình nâng cao thực lực mà không giúp triệu nhã như vậy lại không phải khiến cho hai người cạnh tranh mà là nghiền ép đi ra ngoài trước rồi hãy nói hắn đẩy cửa tàng thư các đi ra lúc này bên ngoài trời đã tối đen liễu lão sư mục đan sư tiến lên đón đối phương là đang giúp nữ nhi của hắn nâng cao thực lực mất ăn mất ngủ khiến cho hắn đầy cảm kích một đan sư, nghiệp đoàn chúng ta ai có phương pháp luyện đan dược tứ phẩm không? Trương Huyền hỏi. Tàng thư khố không có phương pháp chế luyện tứ phẩm đan dược, có lẽ những luyện đan sư có cất giữ riêng. Phương pháp luyện đan của đan dược tứ phẩm sao? Một đan sư lắc đầu. Nghiệp đoàn chúng ta không có loại phương pháp luyện đan cấp bậc như vậy. Chỉ có điều, nếu như muốn, thật ra có thể xin từ phía tổng bộ. Xin từ phía tổng bộ. Trương Huyền cười khổ vậy một lần còn không phải mất nửa tháng sao Hắn cũng biết tổng bộ khẳng định có loại phương pháp luyện đan này. Nhưng hiên viên vương quốc cách nơi này gần nhất, cưỡi man thú bay, cũng cần chỉ ít nửa tháng. Cho dù hiện tại xin, phương pháp luyện đan cầm tới cũng mất nửa tháng, thức ăn hoa cúc đều lạnh. Nửa tháng, không cần, đan dược loại vật này là thực thể, phải tự mình đưa đi. Ít nhất cần phải nửa tháng, phương pháp luyện đan có thể trực tiếp xuất hiện ở tường phương pháp luyện đan. Mộc Đan sư cười nói: "Tường phương pháp luyện đan." Trương Huyền sửng sốt. "Đúng vậy, có chút tương tự với tường nghi vấn khó xử lý của nghiệp đoàn y sư, nối liền với tổng bộ. Đạt được cấp bậc luyện đan sư, có thể bỏ ra giá lớn nhất định, thỉnh cầu tổng bộ ban tặng cho phương pháp luyện đan cấp bậc cao hơn hoặc tri thức khó có thể hiểu được." Mộc Đan sư giải thích: "A, biết tên, Trương Huyền đã tìm được ghi chép liên quan ở trong thư tịch tường phương pháp luyện đan giống như hắn nói, tương tự cùng tường nghi vấn khó xử lý của nghiệp đoàn y sư, có thể thông với tổng hội. Chỉ cần trả giá thật lớn, có thể thỉnh cầu tổng bộ, truyền tới phương pháp luyện đan hoặc chi thức. Chỉ có điều, muốn sử dụng thứ này, chỉ ít cần phải đạt được cấp bậc luyện đan sư tam tinh. Cho dù loại nhị tinh đỉnh phong như mộc đan sư này, cũng không có tư cách. Chẳng lẽ phải sát hạch luyện đan sư tam tinh? Trương Huyền do dự. Sát Hạch luyện đan sư hắn không lo lắng, nhưng người người đều biết Trương sư thuật luyện đan mạnh mẽ. Nếu như vào lúc này sát hạch, rất dễ dàng lộ ra dấu vết, khiến cho người ta nghi ngờ. Nhiệp đoàn chúng ta có mấy vị luyện đan sư tam tinh. Không nhịn được hỏi, Nhiệp đoàn vốn có chỉ có một vị hội trưởng, chỉ có điều, khoảng thời gian trước, Hồng Vân đan sư đột phá, cũng đạt tới loại cấp bậc như vậy. Những người khác cao nhất đều giống như ta, nhị tinh đỉnh phong cách tam tinh còn kém một chút cho nên chỉ có hai người bọn họ có tư cách xin tường phương pháp luyện đan nói đến đây mộc đan sư nghi ngờ nhìn qua liễu lão sư lẽ nào cần phương pháp luyện đan tứ phẩm nhưng cho dù biết phương pháp luyện đan không biết chế luyện cũng vô dụng hồng vân đan sư người ở đâu dẫn ta đi gặp hắn không trả lời hắn nghe được hồng vân đan sư ánh mắt trương huyền nhất thời sáng lên Người này chính là người kiêu ngạo trước đây đưa tới phá âm đan kia, khoảng thời gian trước sát hạch danh sư thời gian, Trương Huyền cũng đã gặp. Chỉ là không nghĩ tới, hắn đã đột phá đến cảnh giới luyện đan sư tam tinh. Nếu hắn có thể xin, hoàn toàn có thể hỗ trợ cho mình, như vậy lại tránh cho mình khỏi phải sát hạch luyện đan sư tam tinh, cũng có thể giảm bớt phiền toái không cần thiết. Chương 579, vậy ngươi thi một lần là được. 1. Một, một đan sư dẫn đường, thời gian không lâu bọn họ đi tới trước một căn phòng. Làm phiền thông báo một tiếng, đan sư Mộc Dương phong cầu kiến. Mộc đan sư ôm quyền nói với một học đồ canh giữ ở ngoài cửa. Vâng, biết thân phận của hắn, học đồ xoay người đi vào. Một lát sau vẻ mặt hắn ấy náy đi ra. Lão sư đang bàn chuyện cùng khách quý, hiện tại không rảnh. Vẫn mong Mộc đan sư ngày mai trở lại. Ta có chuyện quan trọng, thật sự không đợi được đến ngày mai. Mộc Đan sư lắc đầu, nói: "Mong rằng lại hỗ trợ thông báo, nói ta có việc gấp, cần nhờ Hồng Đan sư hỗ trợ." Liễu lão sư nếu mở miệng, khẳng định phương pháp luyện đan tứ phẩm này vô cùng quan trọng, nếu không cũng không có khả năng ngay cả vài ngày cũng không kịp đợi. Bất kể như thế nào cũng phải giúp hắn hoàn thành. "Vậy, ta sẽ đi qua hỏi một chút." Học đồ gật đầu, xoay người đi vào. "Các ngươi không phải đều là luyện đan sư sao? Thế nào?" tận mắt nhìn thấy đối thoại này, Trương Huyền không giải thích được. Hồng Vân và Mộc Dương Phong đều là luyện đan sư, một người là tam tinh sơ kỳ, một người là nhị tinh đỉnh phong, tranh lệch cũng không lớn. Thế nào gặp mặt một lần cũng phiền toái như vậy. Hội trưởng tuổi tác đã cao, cơ bản không hỏi tới chuyện trong hội. Người đi tàng thư khố, ta cũng đã phí hết công phu. Hiện tại cơ bản đều do Hồng Đan Sư quản lý đại cục, tất cả đan sư đều nghe hắn. Cho nên, Địa vị của hắn tương đối cao." Mộc Đan sư nói. Nghe giải thích một hồi, Trương Huyền xem như đã hiểu được. Hồng Vân Đan sư này vốn đã ngạo khí, nếu không ban đầu ở Thiên Huyền Vương quốc, hắn cũng không đến mức gặp cũng không gặp mình, lại cả vú lấp miệng em mắng chửi đan sư khác. Hiện tại đột phá cửa ải cuối cùng, trở thành đan sư tam tinh, hắn càng đắc ý. "Đừng nói đan sư khác nhờ hắn làm việc, muốn gặp mặt một lần cũng khó khăn." liễu lão sư một lát nữa đến gian phòng có khả năng làm phiền ngươi khoan hãy nói vội phương pháp luyện đan sẽ không dễ dàng để cho người ngoài xem nếu như nói người muốn ta sợ không chỉ sẽ bị trực tiếp từ chối không nhận còn có c không y phiền phứ mộc đan sư căn dặn ừ trương huyền gật đầu phương pháp luyện đan là của quý của luyện đan sư sẽ không dễ dàng phơi bày ra với người ngoài một y sư như hắn lại muốn phương pháp luyện đan thật có chút không thích hợp hai người ở ngoài cửa đợi đủ hai nén hương, thời điểm cũng sắp chờ không được, học đồ lại đi ra. Một đan sư mời vào, chỉ có điều, lão sư chúng ta chỉ có thời gian uống cạn một chén trà, một lát nữa còn phải ra ngoài. Cho nên, có chuyện gì, vẫn mong hãy nhanh lên một chút. Được, một đan sư gật đầu. Hai người đi vào gian phòng, quả nhiên thấy Hồng Vân đan sư ngồi ở chủ vị. Ngồi bên cạnh là một người thanh niên, vẻ mặt thản nhiên đang uống trà không phải là ai khác, chính là Khương Thần, con trai Khương Đường Chủ, trước đó sát hạch danh sư, vì ái mộ Mạc Vũ, vẫn muốn ở trước mặt hắn biểu hiện tình yêu Việt của danh sư nhất tinh. Mộc đan sư, tìm ta gấp gáp như vậy có chuyện gì? Nâng chén trà lên, thổi lá trà bồng bình phía trên, thần sắc hồng vân đan sư thản nhiên nhìn qua. Quả thật có việc muốn làm phiền. Mộc đan sư vẻ mặt cung kính. Ta muốn nhờ hồng đan sư hỗ trợ xin một phương pháp luyện đan tứ phẩm về phần chi phí ta sẽ tự mình gánh chịu phương pháp luyện đan tứ phẩm hồng vân đan sư nhướng mày người chỉ là luyện đan sư nhị tinh cần cái này làm cái gì mộc đan sư ôm quyền tại hạ có cách dùng khác chỉ có điều hồng đan sư yên tâm sẽ không làm chuyện trái với quy định của nghiệp đoàn luyện đan sư có thể xin phương pháp luyện đan chỉ có điều không cho phép làm chuyện như bán ra mượn phương pháp luyện đan tiến hành lừa dối các loại trái với đạo đức quy củ cách dùng khác, hừ. Hồng Vân đan sư đứng dậy, chắp hai tay ở sau lưng, hai bước đi tới trước mặt, hai mắt sáng như điện. Thân là luyện đan sư, quá tham vọng, làm một vài chuyện bản thân mình làm không được, chẳng những không thể một tiếng cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc, còn có thể mất mặt xấu hổ. Trình độ luyện đan của ngươi mặc dù không tệ, đan dược nhị phẩm đỉnh phong đã là cực hạn. Ta thấy ngươi vẫn nên chờ tới lúc nào có thể luyện ra đan dược tam phẩm, lại xin cái phương pháp luyện đan tứ phẩm đi hắn thấy người trước mắt này muốn phương pháp luyện đan tứ phẩm nhất định là muốn thử chế luyện dự định một tiếng cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc nhưng đẳng cấp luyện đan sư nghiêm ngặt một mình ngươi ngay cả đan dược tam phẩm cũng không luyện được đi chế luyện tứ phẩm không phải đâm đầu vào chỗ chết thì là làm gì ta không nghĩ tới đối phương phản ứng lớn như vậy sắc mặt mộc đan sư nhất thời đỏ lên được rồi đi xuống đi sắc mặt hồng vân đan sư trầm xuống đầu hất lên vẻ mặt ngạo nghế. Lại xin một chút, cũng không phức tạp, chỉ là giúp một chuyện mà thôi. Một đan sư vội hỏi. Bất kể nói thế nào mọi người đều là luyện đan sư của một nghiệp đoàn này, cấp bậc tranh lệch cũng không lớn. Phương pháp luyện đan tứ phẩm tuy rằng chân quý, chỉ cần nguyện ý trả giá thật lớn, hỗ trợ xin cũng không có gì. Một tiếng cự tuyệt, còn nói ra lời này, khiến cho hắn quá mức khó xử. Thế nào, lời của ta còn không rõ ràng sao? phương pháp luyện đan tứ tinh, chỉ dựa vào thuật luyện đan của người bây giờ, còn không có tư cách nhìn. Hồng Vân đan sư vung ống tay áo. Ta còn có việc, Mộc đan sư vẫn mời trở về đi. Nói xong không để ý tới Mộc Dương Phong, mà lấy vẻ mặt mỉm cười ôm quyền nhìn Khương thần cách đó không xa, nói. Khương thiếu, chuyện của trương sư bên kia làm phiền Khương thiếu phải phiền lòng. Trước đây được hắn chỉ điểm một lần, được ích lợi không nhỏ khương thiếu nhất định phải giúp ta dẫn tiến yên tâm đây là chuyện nhỏ trương sư bá và phụ thân ta là sư huynh đệ thi xong danh sư nhị tinh ta muốn bái kiến vẫn rất đơn giản chuyện này ta đáp ứng khương thần thản nhiên nói bởi vì mạc vũ hắn có phần thù địch đối với trương huyền hiện tại biết trương huyền đối với nàng căn bản không có ý nghĩ hơn nữa lại là sư huynh của phụ thân tiền đồ vô lược trong lòng hắn không những không có sự thù địch còn xem hắn trở thành thần tượng. Vậy cảm ơn Khương Thiếu. chương 580, vậy ngươi thi một lần là được. Hai, nghe đối phương đáp ứng, Hồng Vân Đan sư lộ rõ sự hưng phấn, ánh mắt nhất thời sáng lên, liền vội vàng gật đầu. Mặc dù hắn ở thiên huyền vương quốc cùng vị trương sư này tiếp xúc trong thời gian không dài, nhưng người này lại chỉ điểm cho hắn, mở ra một cánh cửa luyện đan, sáng tỏ thông suốt. Chính là nguyên nhân như vậy, hắn mới bước vào cấp bậc tam tinh, nếu như có thể nghe Trương Huyền dạy một buổi nữa, thuật luyện đan của hắn tuyệt đối vẫn sẽ tăng lên, thăng cấp càng cao hơn cũng chưa biết chừng. Ừ. Khương Thần gật đầu. Vẻ mặt Hồng Vân Đan sư cao hứng, ngay sau đó hắn nhìn thấy được hai người Mộc Dương Phong còn chưa rời khỏi, sắc mặt lại trầm xuống. Tại sao còn chưa đi? Lẽ nào vừa rồi ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Hồng Đan sư, ta cần phương pháp luyện đan tứ tinh, thật sự có việc gấp. Mong ngài hỗ trợ. Mộc Dương Phong lại khẩn cầu. Làm càn, lông mày Hồng Vân Đan Sư dướn lên, không giận tự uy, mang theo khí thế ngạo nghễ không thể xâm phạm. Mộc Đan Sư, mời chú ý tới thân phận của mình. Ô ương pháp luyện đan tứ phẩm, chỉ có luyện đan sư tam tinh mới có tư cách xin. Ta còn có việc, không muốn xin, thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn buộc ta phải đi hay sao? Nếu thật sự muốn phương pháp luyện đan tứ phẩm, chờ khi nào ngươi trở thành luyện đan sư tam tinh, lại tự mình đi xin đi. Lại ở chỗ này càn quấy, cẩn thận ta lấy tội danh dĩ hạ phạm thượng, báo lên tổng hội. Mỗi một chức nghiệp đều có chế độ đẳng cấp nghiêm khắc. Đẳng cấp thấp mạo phạm đẳng cấp cao, một khi báo lên tổng hội, rất có khả năng sẽ bị trừng phạt. Thấy đối phương có loại thái độ này, thân thể mộc đan sư run rẩy, tức giận tới mức sắc mặt tái xanh. Hắn đang muốn nói chuyện, liền nghe được một giọng điệu thoáng hiện ra vẻ nghi vấn vang lên phương pháp luyện đan tứ tinh đạt được luyện đan sư tam tinh là có thể đích thân xin sao người nói chuyện chính là liễu hội trưởng đứng phái sau hắn đúng mục đan sư gật đầu vậy ngươi thi một lần luyện đan sư tam tinh không được sao liễu hội trưởng nghi ngờ nhìn qua nghe hắn nói như thế mục đan sư vốn đang tức giận nhất thời vẻ mặt cổ quái không nhịn được cười gượng lắc đầu sát hạch luyện đan sư tam tinh trước đó phải có thể chế luyện ra đan dược tam phẩm. Ta, còn kém xa lắm. Tuy rằng hắn dừng lại ở nhị tinh đỉnh phong không biết đã bao nhiêu năm, nhưng còn cách có thể chế luyện đan dược tam tinh, một khoảng cách rất lớn. Thậm chí căn cứ vào thiên phú của hắn, đời này cũng không nhất định có thể làm được. Đây là sự thực người người đều biết, vị liễu hội trưởng này lại nói như vậy, khiến cho hắn thật sự không biết trả lời như thế nào. Vô chi, đan dược tam phẩm, nếu như dễ chế luyện như vậy, toàn bộ nghiệp đoàn cũng sẽ không chỉ có ta cùng hội trường hai vị luyện đan sư tam tinh. Nghe được, học đồ, đứng phía sau lưng Mộc Dương Phong nói ra lời nói vô tri như thế, Hồng Vân đan sư và Khương Thần đều vung cánh tay. Đua gì vậy? Còn nói, sát hạch luyện đan sư tam tinh không được sao? Ngươi cho rằng đan sư tam tinh là cộng hành sao? Nói thi liền thi, muốn thi là thi được sao? Nghiệp đoàn luyện đan sư trong toàn bộ thiên huyền vương quốc, luyện đan sư nhị tinh đỉnh phong, không dưới 5 vị, nhiều năm như vậy, có thể đột phá, cũng chỉ có một mình hắn, đủ thấy độ khó của nó. Vị mộc đan sư này nếu có thể chế luyện ra đan dược tam phẩm, đã sớm sát hạch, còn cần chờ tới bây giờ sao? Thực sự vô chi đến cực điểm. Đan dược tam phẩm mà thôi, cái này đơn giản, dựa theo trình tự của ta đi chế luyện, bảo đảm ngươi thành công. Không để ý tới hai người ở bên cạnh hư lạnh, Trương Huyền thản nhiên nói ban đầu còn nghĩ vị hồng đan sư này có thể giúp đỡ xin giúp, nếu không muốn thì thôi. Chỉ cần luyện đan sư tam tinh đều có thể xin, vậy. Mình lại làm ra một cái là được. Đỡ nhiều chuyện, đơn giản, nói khoác không biết ngượng. Thấy, học đồ, này càng nói giọng điệu càng lớn, sắc mặt hồng vân đan sư tái xanh, thiếu chút nữa sắp phát nổ. Người từ chỗ nào xuất hiện vậy? Còn nói đơn giản, người biết đan dược tam phẩm là cái gì không? lại từ trong miệng nói ra lời nói ngông cuồng. Chuyện này, một đan sư có chút do dự, sau đó cắn răng một cái, nói. Được, tuy rằng không biết vị liếu lão sư trước mắt này vì sao nói ra lời này, nhưng đường đường là hội trưởng của nghiệp đoàn y sư, không có khả năng ăn nói bừa bãi. Nếu hắn dám nói, khẳng định có biện pháp. Vậy cũng đừng chậm trễ thời gian nữa, lại ở trong này chế luyện đi. Thấy hắn đáp ứng, Trương Huyền khoát tay áo trước đây có thể chỉ điểm mạc vũ chế luyện ra đan dược nhị phẩm chỉ điểm một luyện đan sư nhị tinh đỉnh phong chế luyện ra đan dược tam phẩm cũng không phải là chuyện gì khó sớm biết là đơn giản như vậy đến tìm hồng vân đan sư này làm gì phiền phức vô cùng được biết lúc này đâm lao phải theo lao mộc dương phong cũng không do dự nữa cổ tay lật một cái một lò luyện đan cực lớn xuất hiện ở đại sảnh được ta thật ra muốn xem thử ngươi có thể chế luyện ra đan dược gì không vừa nghĩ tới, học đồ, này lớn lối như vậy, tự nhiên bảo Mộc Dương Phong ở chỗ này trực tiếp chế luyện đan dược tam phẩm, Hồng Vân đan sư giận giữ cười ngược. Đã thấy người thích thể hiện, lại chưa thấy qua kẻ nào thể hiện tới như vậy. Người chỉ điểm hắn luyện đan, còn chế luyện tam phẩm, người nghĩ rằng ngươi là ai? Khương đường chủ của danh sư đường sao? Đan sư cấp thiên tài trương sư sao? Nói đùa, học đồ này không biết từ đâu xuất hiện, người không lớn, Giọng điệu lại không nhỏ. Khương Thần ở một bên cũng nhướng mày. Thân là danh sư biết độ khó của luyện đan, chỉ điểm luyện đan sư nhị tinh đỉnh phong chế luyện ra đan dược tam phẩm. Đây không phải là nằm mơ sao? Ngươi thật sự không bệnh chứ? Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 580.